Khi về đến nhà, trời cũng tối hẳn, Cái Chi lại bắt taxi về chung cư, dù cho tôi mỏi mồm mời ở lại ăn cơm. Ở nhà chị Lan đã nấu xong cơm, ăn xong tôi dọn dẹp, rồi ba người lại leo luôn lên giường ngủ. Trời bên ngoài còn man mát nhưng Bo vẫn chảy mồ hôi. Tôi cho quạt con về phía con nhưng chẳng ăn thua. Có lẽ phải sớm mua điều hòa thôi, chứ cái thời tiết sắp tới sợ người lớn còn khó sống, chứ đừng nói trẻ con. Ngày hôm sau lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Cả ngày hôm ấy tôi cứ luồn tay luồn chân, chạy đi chạy lại, vừa sắp xếp tài liệu hồ sơ vừa photo. Văn thư nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng việc cũng khá là nhiều. Hôm nay cũng vẫn như hôm qua, gần tối tôi mới được về. Lúc bước xuống sảnh, đột nhiên lại thấy Bo ngồi trên chiếc ghế chờ, bên cạnh là tổng giám đốc. Lần này tôi thấy hai người nói chuyện rôm rả lắm, như thể thân quen. Có điều đây dù sao vẫn là công ty, tôi lại mới đi làm, không muốn người ta nói ra nói vào, liền tiến đến chào ông Quang, rồi quay sang Bo khẽ chào mày hỏi: Bo, con lại đòi dì Chi đưa đến à? Dạ không, tại dì Chi hôm nay lấy xe ở gần đây nên dì cho con đi theo. Con bảo con vào đợi mẹ. Mà mẹ ơi, ở đây mát thật. Mẹ xem, ông bảo kia là điều hòa cây, còn ở lớp con điều hòa cũng không mát thế này. Tôi nhìn tổng giám đốc áy náy nói: Dạ, xin lỗi tổng giám đốc, thằng bé nó nhỏ nên chưa hiểu chuyện, phiền quá ạ. Từ mai tôi sẽ bảo bạn tôi không đưa nó ra nữa. Ông Quang ngước lên đáp: Thằng bé nó thích ra thì cứ để nó ra, giờ tan tầm thì đâu có đối tác hay khách gì đến đâu. Nó bảo ở nhà nóng thì cô cứ cho nó ra đây. Tôi rất thích trẻ con, chiều lâu lâu lại ngồi đây chơi với con của cô Quyên, cô Linh. Giờ có thêm thằng bé này cũng vui. Dạ nhưng thằng bé nóng quá nên ban nãy có đổ máu cam. Tôi cũng không biết gia cảnh cô thế nào, nhưng mùa này nóng bức, cô cũng nên mua cái điều hòa cho nó. Tôi thấy thằng bé này có vẻ ngoan, không đòi hỏi, nhưng dù sao mình là người lớn cũng nên nghĩ cho con trẻ một chút. Còn việc chiều đi học về, thằng bé muốn ra đây cô cứ để nó ra. Ông Quang nói xong thì đứng lên đi ra ngoài, không quên vẫy tay chào cu Bo. Tôi cúi xuống hỏi con: Con bị chảy máu cam sao? Dạ vâng, con chảy máu cam, mà ban nãy ông cho con nằm lên đùi ông rồi còn nhét giấy vào mũi cho con. Mẹ xem nào, con chảy không? Dạ hết rồi. Tự dưng nghe con nói tôi lại áy náy vô cùng. Xem xét một hồi thấy không còn chảy máu nữa, tôi liền cõng con lên vai nói: Bo, cuối tuần mẹ con mình đi mua điều hòa nhé. Dạ. Ở góc ghế còn lại, hai đứa trẻ con cắp cặp đeo khăn quàng ngồi, có lẽ cũng đang chờ mẹ như Bo. Bo hôn lên cổ tôi cười khúc khích nói: Mẹ ơi, lúc nãy ông còn cho con với hai chị kia mỗi người một quả cam mà bọn con ăn hết rồi. Tôi quay đầu sang phía Bo, hai đứa bé kia có vẻ quen thuộc với ông Quang hơn Bo thì phải. Thực lòng, tôi vẫn không nghĩ ông Quang là tổng giám đốc, nhưng đối với trẻ con lại gần gũi yêu thương như vậy. Nhưng dù cho ông nói hàng ngày cứ để Bo ra đây thì tôi vẫn có chút e dè. Hai đứa kia là con của trưởng phòng của hai bộ phận khác nhau, lại đều lớn rồi. Bo nhà tôi thì vẫn còn nhỏ, trẻ con mà, đi đứng rồi chẳng may làm đổ vỡ cái gì, lúc đấy lại khó ra. Tôi quay sang Bo khẽ nói: Từ mai, chiều mẹ bảo bác Lan đón Bo về nhà nhé. Dạ. Vậy Bo không được ra đây, không được gặp ông nữa sao mẹ? Bo ngoan, con ở nhà mẹ mới yên tâm kiếm tiền mua điều hòa cho con được chứ. Nhưng ông bảo con cứ ra đây mà. Ông nói thế thôi, nhưng đây là công ty, còn rất nhiều người khác, con có hiểu không? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Tuy nói là hiểu, nhưng nhìn qua tấm kính, tôi vẫn thấy mặt thằng bé xị hẳn ra. Nhưng chỉ một lúc thằng bé lại cười nói: Mà mẹ ơi, ông bảo con giống con trai ông. Ông còn bảo muốn có một đứa cháu giống con, mà con trai ông không chịu cưới vợ cho ông bế cháu. Tôi nghe Bo nói, đột nhiên chột dạ. Bạn nãy nhìn ánh mắt ông Quang nhìn Bo cũng ánh lên sự vui vẻ, thật lòng chứ không hề có sự giả tạo trong đó. Tôi nghe nói, nhà ông chỉ có một người con trai là Vinh,
có lẽ ông thực sự khao khát có một đứa. Người ta giàu có nhưng neo người và thèm khát trẻ con. Tôi khẽ hơi chua xót, nhưng nhà chồng tôi cũng là neo con neo cháu, nhưng thà khiến tôi mất đi đứa bé trong bụng cũng không chịu chấp nhận. Hóa ra không phải giàu thì ai cũng như ai, và không phải nghèo thì ai cũng như ai. Giàu cũng có giàu thế nọ giàu thế kia, mà nghèo cũng có nghèo thế nọ thế kia. Khi cái chị đến đón đưa mẹ con tôi về, tôi có kể việc tổng giám đốc công ty rất yêu quý trẻ con. Cái chi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ đáp: "Ôi dào, người ta có làm tổng giám đốc hay gì thì cũng là người mà. Như giám đốc ngân hàng chỗ tao này, mãi mới có một mụn con. Mà giờ thằng con đó lớn rồi, cũng không chịu cưới vợ sinh con, cả ngày sốt vó lên rồi xin vía mấy đứa con của nhân viên. Buồn cười lắm, người ta có tuổi rồi mà không có cháu, người ta cô đơn mà." Tôi gật đầu, cảm thấy cũng hợp lý nên không đáp. Những ngày tiếp theo, theo lời dặn của tôi, chiều chị Lan đón Bo về nhà, chứ không đưa ra công ty chở tôi nữa. Có một buổi chiều khi tôi đi làm về muộn, gặp ông Quang đang chơi với con chị Quyên. Nhìn thấy tôi, ông có hỏi Bo đâu, sao mấy ngày nay đều không thấy. Tôi chẳng biết đáp thế nào, bịa ra rằng thằng bé được bà nó đưa đón nên không đến đây nữa. Ông Quang nghe tôi nói thì chỉ gật đầu không đáp. Thứ sáu tuần ấy cũng là kết thúc một tuần làm việc đầu tiên. Buổi sáng chị Quyên dặn dò tôi mang tài liệu sang bên công an. Tất nhiên từ sáng sớm tôi đã chuẩn bị sẵn 5 triệu để đi sang, đằng nào cũng gặp. Gặp sớm trả sớm cho Vinh khỏi nghĩ tôi là kẻ lầy nợ. Tôi ôm sấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn định chờ xe buýt thì có tiếng chị Quyên cất lên: "Bắt taxi mà đi. Đi sớm về sớm, còn nhiều việc phải làm. Đầu giờ chiều phải về đấy vì có cuộc họp." "Dạ vâng." Từng đồng tôi phải tích cóp, còn nhiều thứ chi tiêu. Nhưng nghe chị Quyên nói, tôi cũng không thể đứng chờ xe buýt được, đành ra ngoài bắt một chiếc taxi. Taxi đi một đoạn khá dài mới đến địa chỉ. Tôi ôm tài liệu vừa đi vào vừa hỏi phòng. Chị công an tận tình chỉ dẫn cho tôi lên trên. Lúc gõ cửa phòng, tim tôi tự dưng cũng thót lại, như thể lần đầu hẹn hò. Bên trong có tiếng ồm ồm cất lên: "Vào đi." Tôi mở cửa bước vào, nhẹ như thể sợ tiếng động của tôi gây ra sẽ khiến cơn thịnh nộ của ai kia trỗi dậy. Bên trong có rất nhiều người, vừa bước vào đã có tiếng cười nho nhỏ: "Uầy, hôm nay có mỹ nhân đến phòng mình, mời vào, mời vào." Tôi hơi xấu hổ, phát hiện người vừa nói còn trẻ măng, đeo hàm thiếu úy, còn chưa kịp chào mọi người, lại thấy tiếng cậu ta kêu lên: "Anh Vinh, sao anh đạp chân em?" Vinh ngồi bên cạnh vẻ mặt bình thản đáp: "Đạp nhầm." "Xì." Vinh nhìn tôi lại nhạt nói: "Cô đến đây có việc gì?" "Dạ, tôi đến nộp một số hồ sơ bổ sung, anh xem." "Mang vào đây." Tôi gật đầu đi về phía Vinh, đặt cặp tài liệu xuống khẽ nói: "Dạ, anh xem giúp tôi." Mấy người công an bên cạnh lâu lâu lại liếc nhìn tôi, tự dưng tôi lại thấy đỏ mặt xấu hổ. Trước tôi nghe nói bên đội này đa số chừa vợ nên có phần ngượng ngùng. Vinh đột nhiên nhìn tôi gắt gỏng: "Cô làm kiểu gì vậy? Mấy cái giấy tờ này, tôi yêu cầu hồ sơ gốc, tại sao lại là bản chứng thực, có biết làm không đấy?" "Dạ, cái này là tổng giám đốc." "Tổng giám đốc nào, tôi không biết. Cô là văn thư, chẳng lẽ không biết xem hồ sơ, mấy cái đơn giản này cũng không biết làm." Tự dưng nghe đến đây, tôi hơi tưng tức liền đáp: "Có cái gì mà anh phải cáu om lên thế? Tổng giám đốc cũng nói với tôi, nếu có gì sai sót thì nhờ bên anh chỉ cho. Người ta nói quân với dân như cá với nước, công an gắn bó với nhân dân như máu thịt, còn anh thì như kiểu sinh ra bắt nạt dân ấy nhỉ." Gã thiếu úy bàn nãy khẽ nói: "Chị bình tĩnh, bình thường anh ấy nhẹ nhàng lắm, mọi người đều tận tình chỉ bảo, chắc anh ấy giả vờ cáu thôi." Tôi nhìn Vinh: "Ừ, đúng rồi, anh ta lúc nào cũng nhẹ nhàng, với người khác chỉ cáu có với tôi, nhưng hình như anh ta cũng đã quên tôi là dân." Tôi bặm môi nói tiếp: "Cái gì thiếu thì anh bảo tôi ghi ra, tôi cũng là người dân đi làm việc thôi, chứ có gì mà cứ phải làm khó nhau thế." Hình như
Vinh rất ngạc nhiên, anh ta trợn tròn mắt, sau đó không đáp, đưa tài liệu sang bên kia cho một người khác rồi nói: "Anh Thuận, anh nhận hồ sơ này giúp em." "Ờ, đây không phải công ty của bà chú à? Chú nhận đi chứ." "Anh nhận đi cho công tâm." Anh Thuận nhìn Vinh không đáp, gọi tên sang bên cạnh. Vinh đứng dậy, cầm mấy giấy tờ, bước ra ngoài. Bên trong phòng có tiếng rì rầm. "Anh Vinh này hôm sao thế nhỉ? Bình thường điềm đạm mà tự dưng hôm nay lại cáu với dần thế." "Ừ, chưa bao giờ thấy anh ấy thái độ thế luôn. Hay gia đình có chuyện gì hay lại cãi nhau với bạn gái?" "Tôi nghĩ không đâu. Bạn gái anh Vinh là người hiền lành lắm. Tôi nghe bảo chưa từng thấy cô ấy to tiếng cãi vã với anh Vinh luôn, mà người ta sắp cưới nhau, đừng có ném đá hội nghị." Tôi bỏ ra ngoài tai mấy lời nói đó, kéo ghế ngồi xuống ghi ghi chép chép, đến khi xong xuôi cũng đến gần 11 giờ mới loạn choạng đứng lên. Khi ra đến ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có thấy còn Vi đâu không mà không thấy. "Đấy, tôi có muốn xủ tiền xủ nong gì đâu, lúc mang theo tiền thì anh ta không ở đây, lúc không đem theo lại đòi." Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa, có tiếng Vinh gọi phía sau: "Đi theo tôi." Tôi nhìn anh ta đáp: "Tôi cũng đang có việc cần tìm anh đây, tôi trả tiền." Vừa dứt lời, Vinh đã rít lên: "Cô bị điên à? Đang ở trước cơ quan hành chính, cô rút tiền đưa cho tôi." Vinh vừa nói xong hất mặt ra hiệu cho tôi. Tôi đành lẽo đẽo theo anh ta ra xe ô tô ở gần đó. Vừa lên, anh ta phóng rất nhanh, nhanh đến nỗi mở mắt đã thấy đang ở một con đường vắng vẻ. Tôi lúc này mới rút tập tiền trong túi nói: "Đây là 5 triệu tiền viện phí, tôi trả cho anh." Vinh quay sang không đáp, nhìn những tờ tiền đầy khinh rẻ, như thể chúng bẩn thỉu đến mức nhìn thôi cũng khiến mắt anh ta dính bụi. Tôi không còn cách nào, đành đặt sấp tiền lên bàn rồi nói: "Anh muốn nói gì thì nói đi, lát tôi còn phải về công ty làm việc." "Tiền tôi cũng trả đây cho anh rồi, tôi cũng biết công ty của anh là ba anh, nhưng hy vọng chuyện của tôi và anh sẽ kết thúc ở đây, mong anh không gây khó dễ cho tôi nữa." "Cô đến công ty với mục đích gì? Cô xuất hiện trước mặt tôi với mục đích gì?" "Tôi chẳng có mục đích gì hết. Thật sự tôi đang chỉ muốn được yên ổn thôi, chứ cỡ tép diêu liều tiểu như tôi có cái gì mà mục với đích." Vinh quay sang tôi. Lúc này tôi mới để ý thật kỹ gương mặt anh ta. Sau bao nhiêu năm từng đường nét đã thay đổi nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy dường như chỉ có da thịt khác đi mà cũng làm con người thay đổi theo. Nếu so sở với những năm trước, có lẽ còn đẹp hơn rất nhiều, phong trần hơn nhiều. Một người đàn ông có công việc tốt, gia thế tốt, lại có một vẻ đẹp trai, hà cớ gì lại cứ để gây khó dễ cho một con đàn bà tầm thường như tôi. Anh ta cười nhạt rít lên: "Cô giả vờ thật giỏi." Đôi khi tôi cứ tự hỏi mình, sao trên đời lại có một con đàn bà đề tiện như cô. Anh có quyền gì mà xúc phạm tôi? Cô đừng tưởng giả vờ quên là xong. Cô có thể tôi quên hoặc giả vờ quên tôi, nhưng tôi thì không. Nỗi uất ức khiến không kìm được gào lên. Phải, năm ấy là tôi chủ động chặn mọi liên lạc của anh. Nhưng thế thì đã sao? Anh có tư cách gì mà hận tôi hay trách móc tôi vậy? Tôi nói cho anh biết, anh có bạn gái rồi, còn đi thả thính, đá đưa tôi. Tôi còn không trách anh mà anh trách ngược lại tôi. Anh dở hơi à? Mà tôi và anh có gì với nhau chứ? Đã hẹn ước gì chưa? Đã thề non hẹn biển gì chưa? Còn chưa từng có một lời yêu chính thức, quen nhau được gần 3 tháng, cũng chỉ là tìm hiểu. Anh sao không tự hỏi bản thân, sao tôi lại chặn liên lạc của anh? Không phải vì bạn gái anh đến tìm tôi sao? Nói thật, giờ anh cũng khác xưa. Nếu không nói, chắc tôi còn chả nhớ nổi ra anh mà anh cứ hậm hực với tôi là sao? Tôi nói xong quay sang nhìn Vinh, đột nhiên thấy hai hàng lông mày rậm của anh ta trao lại, gần trên trán giật giật, vẻ mặt sửng sốt hỏi lại: "Cô nói cái gì?" "Tôi nói gì chắc anh hiểu rõ hơn tôi. Anh là thủ khoa cơ mà, chắc không ngu đến mức tôi nói thế còn không hiểu. Bạn gái anh
còn ném cho tôi đống ảnh hai người chụp chung. Ảnh về nhà, tôi cứ nghĩ cái tình cảm thời tuổi trẻ ấy qua rồi thì thôi. Sao anh hận dai hận dẳng? Thực lòng hôm nay tôi cũng muốn nói thẳng thắn với anh. Chuyện cũ của chúng ta, ai cũng có lỗi sai. Tôi sai vì cứ thế mà đi, nhưng đi cũng do anh lừa dối tôi thôi. Vậy nên, từ hôm nay, tôi mong anh và tôi cứ coi nhau như người dưng, đừng có làm khó nhau thêm nữa. Vinh nhìn tôi, rồi đột nhiên đấm mạnh tay lên vô lăng, trong đôi mắt hẳn lên những tia đỏ, ở đáy mắt còn có chút nước long lanh, giọng khàn đi. Cô còn chưa một lần hỏi tôi chuyện thế nào, mà dù có thế nào thì cô cũng không được phép lừa dối tôi, lợi dụng để đổi lấy tiền sao? Cô có khác gì một con điếm không? Lần này thì đến tôi kinh ngạc, tim tôi bỗng đập liên hồi. Vinh nhắm nghiền mắt. Ừ, thế thì cũng thôi đi. Cô còn nhẫn tâm phá bỏ đứa con trong bụng mình. Cô là loại người gì vậy? Tôi run run nhìn Vinh, tai bất chợt ủ đi, từng mẩu ký ức vụn vặt mơ hồ hiện lên không chút rõ nét. Dường như có gì đó bất an lắm mà tôi không thể miêu tả nổi, chỉ khẽ lắp bắp. Anh đang nói gì? Cô đừng nói, cô quên luôn cả việc này. Vừa nói, Vinh vừa bóp chặt hai vai tôi gằn giọng nói. Đêm ngày 28 tháng 4 năm 2000, khách sạn Huy Hoàng, 2 tháng sau, tại phòng khám thai. Lúc này tôi cảm tưởng toàn thân tôi là một chiếc cốc thủy tinh bị Vinh bóp vỡ vụn. Toàn thân tôi dùng đang ngồi mà như muốn khuỵu xuống. Tôi không còn giữ được lý trí, phải bấu chặt xuống ghế mới không ngã. Bên ngoài, trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Đêm 28 tháng 4, tôi quay sang Vinh, anh ta lại nói. Sao? Hay lại bảo quên? Hay lại không nhớ? Đoạn video tống tiền tôi còn rõ mồn một thế cơ mà. Cô từng làm ra những chuyện như vậy, từng tàn nhẫn giết chết cả một bào thai. Lúc ấy, cô có nghĩ bản thân mình sẽ phải trả giá không? Cô sẩy thai với gã đàn ông kia. Cô sẩy thai với gã đàn ông kia. Cô đau đớn lắm mà. Có bao giờ cô nghĩ đến đứa bé cô bỏ đi kia mà áy náy, hối hận không? Tôi không trả lời được, chỉ cảm thấy như có ai đó đập búa vào đầu. Vinh vẫn gằn lên. Hình như trên vô lăng có nước, hình như trên gương mặt anh có một giọt lệ đang lăn. Tôi vô thức nhìn theo. Vinh thấy tôi không đáp, cuối cùng cười chua xót nói, cút. Lúc này đột nhiên tôi mới như bừng tỉnh, mở cửa xe loạng choạng bước xuống. Trên trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt mưa theo gió tạt vào mặt tôi lạnh buốt. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao anh lại hận tôi đến vậy. Tôi không dám nhìn lại, chỉ mường tượng ra hai đôi mắt màu hổ phách giống hệt nhau, hàng lông mày rậm cong vút. Không hiểu sao có thứ gì đó mặn chát chảy xuống miệng, là mưa hay nước mắt đang rơi. Trên trời, mưa càng lúc càng lớn, đôi chân tôi bước đi loạn choạng, rồi cuối cùng ngồi sụp xuống góc hiên gần đó. Cái lạnh lẽo của nước khiến tôi run rẩy tự ôm lấy thân mình. Mái hiên nhỏ, không đủ che, nước mưa ướt hết mái tóc, ướt cả bộ quần áo mỏng manh tôi mặc. Đột nhiên, tôi bỗng thấy trời lặng im, mưa không còn rơi rớt xuống người tôi. Thế nhưng rõ ràng bên ngoài, mưa vẫn rất lớn. Tôi ngước mắt lên mới phát hiện có người đang che ô cho tôi. Bóng dáng cao lớn, bộ đồ công an ôm sát lấy thân, mắt tôi nhòe đi, bèn đưa tay quệt ngang. Lúc này mới thấy rõ, đôi mắt hổ phách đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi mặt lắp bắp. Vinh, tôi... Vinh nhìn tôi khinh miệt nói, đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể bị cô bán đứng một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Tôi... Vinh không nói thêm câu gì, khẽ buông chiếc ô xuống rồi xoay lưng bước đi. Từng hạt mưa bắt đầu trút lên anh, màu áo bắt đầu sẫm lại vì nước, bước chân anh sải từng đoạn rất dài. Nhìn từ phía sau, tôi chỉ thấy bóng lưng anh cô đơn vô cùng. Đến khi anh đi khuất mắt tôi, cũng là khi cả người anh ướt sũng. Đột nhiên, có tiếng điện thoại trong chiếc túi da chống nước. Tôi cầm lấy chiếc ô, mở túi da nghe, tiếng chị Quyên lành lành ở trong đó. Cô xong việc chưa? Chiều phải chuẩn bị tài liệu cho tôi họp đấy nhé. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh,
bắt vội một chiếc xe ôm đi về nhà. Về đến nhà tôi tắm táp qua loa, rồi lại vội bắt taxi đến công ty. Thế nhưng, câu chuyện vừa nghe Tử Vinh khiến tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh. Nghe chị Quyền dục cũng chỉ làm theo như cái máy. Dường như chị Quyên cũng nhận ra liền nói, nếu cô không khỏe thì vào phòng đánh máy giúp tôi văn bản, tôi đi gọi cô Linh sang làm giúp. Tài liệu lúc trưa chờ cô lâu quá nên cô Linh làm xong rồi. Tôi gật đầu cảm ơn chị Quyên, sau đó đi về phòng làm việc. Tuy bản thân đã cố gắng đi, nhưng từng câu từng chữ của Vinh vẫn vang vọng ám ảnh tôi. Cả buổi chiều ấy, cố gắng lắm tôi mới đánh được 3 văn bản ngắn. Đến lúc họp xong, chị Quyên trở về phòng khẽ hỏi, nhà cô có chuyện gì xảy ra à? Tôi... Cô cứ nói đi, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp. Trước kia đến công ty, ban đầu chị Quyên mang về lạnh lùng, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy chị rất dễ gần, lại hay giúp đỡ mọi người. Thế nhưng chuyện riêng này, bản thân tôi chẳng thể nói được với ai đành đáp. Dạ, nhà tôi có chút chuyện riêng. Hay con trai cô ốm, chứ tôi thấy cô cứ thất thần ấy. Cô nói đi, chứ tôi thấy cô không ổn đâu. Dạ, không phải. Có gì cần giúp cứ nói tôi. À, tổng giám đốc cho gọi cô đấy. Tổng giám đốc? Ừ, cô đi nhanh lên, sắp hết giờ làm việc. Hôm nay công ty ít việc nên về sớm. Nói chung dù sao, vẫn mong cô sắp xếp việc riêng để toàn tâm toàn ý với công ty. Tôi gật đầu đứng dậy đi về phía phòng của ông Quang. Ông Quang nhìn tôi hỏi, hôm nay sang bên công an, hồ sơ giấy tờ ổn thỏa chứ? Dạ, có một số giấy tờ chưa đúng yêu cầu, tôi đã ghi lại rồi thưa tổng giám đốc. Cái nào chưa đúng yêu cầu, cô báo cáo tổng hợp lại, mai đưa cho cô Quyên giúp tôi. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Ông Quang liếc nhìn tôi hơi im lặng, một lúc sau khẽ nói, dạo này không thấy con trai cô chờ cô nữa nhỉ? Tôi nghe xong chột dạ lùi lại một bước, nếu như hôm nay không gặp Vinh, tôi sẽ thấy câu hỏi này rất bình thường. Nhưng giây phút này tôi không còn nhận ra sự bình thường đó. Hôm trước Bo từng nói với tôi, ông Quang nhận xét Bo giống với con trai ông hồi nhỏ, có lẽ nào? Tôi bặm chặt môi, cố tỏ ra bình thản đáp lại. Dạ, thằng bé dạo này có người đón nên là... Còn chưa kịp nói hết câu, ông Quang đã ngắt lời. Theo tôi được biết, cô Thủy đã ly hôn chồng rồi, chồng cũ lại sống ở Quảng Ninh mà nhỉ? Thằng bé con trai cô cũng nói giờ nó sống với cô và bác gái ruột. Từng lời của ông Quang nói ra khiến tôi như chết điếng. Tại sao ông ta lại biết chuyện này? Ông Quang nhìn tôi cười nói, cô không cần quá ngạc nhiên đâu. Hồ sơ công ty có xác nhận tình trạng hôn nhân của cô mà. Mà thằng bé nhà cô, nó nói nhà cũ ở Hạ Long, nên tôi đoán thế. Muộn rồi, cô về đi. Tôi nhìn ông Quang cúi đầu chào, rồi bước ra ngoài, sau đó nhanh chóng cầm túi sách, bắt một chiếc xe ôm về nhà. Vừa về đến nơi, cũng thấy chị Lan tắm cho cu Bo xong. Tôi nước nứt bọt chạy như bay ôm lấy con rồi nói, Bo, con có nhớ mẹ không? Dạ, con nhớ mẹ Thủy lắm. Lúc này tôi mới để ý kỹ, đôi mắt của Bo thực sự rất giống Vinh, màu đồng tử nâu mật ong, xen chút ánh vàng và chút xanh xám. Tôi ôm con vào lòng hỏi lại, hôm trước đến công ty mẹ, con gặp ông hỏi con những gì? Dạ, ông hỏi ba con tên gì, con đang sống cùng ai, con sinh nhật ngày bao nhiêu. Thế con trả lời thế nào? Con bảo ba con tên Dũng, mà mẹ bảo ba đi nước ngoài kiếm tiền mua sữa cho con rồi. Con đang sống cùng bác Lan và mẹ, con sinh ngày 22 tháng 1 mẹ ạ. Tôi nhìn Bo, nếu như nhìn lần đầu cũng không thể nhận ra nó giống Vinh được, trừ đôi mắt sắc nét giống nhất. Nhưng cũng không đến mức ông Quang có thể kết luận được ngay. Tôi bế con về phía bàn ăn hỏi tiếp. Mấy câu hỏi này, ông hỏi con lúc nào? Hỏi lần đầu gặp, lần thứ hai mới hỏi, con còn nhớ không? Dạ, lần thứ hai ạ. Lần đầu ông gặp con chỉ hỏi, con là ai sao lại đứng đây? Đang hỏi thì mẹ chạy ra luôn đó mẹ. Tôi bỗng rùng mình nhớ lại, đột nhiên như bừng tỉnh. Việc Vinh biết tôi ngủ với anh ta đêm ấy, liệu ông Quang có biết hay không? Rốt cuộc, ông Quang đã nghi ngờ gì ở Bo hay chăng? Tôi nhìn con, một linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Có điều tôi không thể tin ông Quang cao siêu đến mức nhìn đã phát hiện được ra. Tôi đẻ thằng bé, nuôi nó bao nhiêu năm mà nhìn con không nhận được, huống hồ là ông. Thằng bé vừa xúc cơm ăn vừa líu lo. Mẹ ơi, hôm trước nhá,
còn với chị Chip, với chị Su ngồi chơi. Các chị ấy kể, ông bà nội mua đồ chơi nhiều ơi là nhiều. Chị Chip thấy con không nói gì, hỏi con ông bà nội con thế nào. Con mới bảo, bà nội em ghét em với mẹ lắm. Con bảo em không phải là cháu bà, đánh em nữa. Lúc đó, ông nghe được, ông mới ôm con hỏi con là bà nội con nói gì. Thế là con kể hết. Bảo bà nội chửi con là thằng con hoang, chửi mẹ là đĩ. Con bảo con không phải là con bà Dũng. Ông bảo con, thế thì từ sau nhận ông là ông nội mẹ ạ. Trời ơi, bò ơi, sao con lại nói như thế? Bò ngước đôi mắt ngây thơ nhìn tôi hỏi lại, mẹ ơi, con nói sai gì hả mẹ? Tôi không ngờ thằng bé lại nhớ hết những lời bà Tâm nói trước mặt ông Quang, nó còn kể hết ra. Lúc này tôi như chết lặng, cố nuốt vội bát cơm rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nước lạnh xối xuống người mà vẫn không thể làm tôi tỉnh táo hơn chút nào. Tôi ngồi xuống nền đất. Đêm 28 tháng 4 năm ấy, người tôi ngủ là Vinh. Đến tận giây phút này, tôi vẫn gần như chưa thể tin nổi vào sự thật này. Tôi không biết mình đã ngồi dưới vũng nước lạnh bao lâu, cũng không biết đã nghĩ gì. Chỉ biết khi đứng lên mới thấy cả gương mặt đẫm nước. Dù cho tôi đã cố gắng gạt bỏ đi, dù cho tôi đã tự nghĩ, dù cho bao là con của ai cũng không quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng gạt đi nổi. Hóa ra tôi đã đâm Vinh một vết thương quá lớn mà chính bản thân tôi cũng không hề hay biết. Bên ngoài có tiếng chị Lan cất lên, gì tắm lâu thế? Tôi đứng dậy xối nước lần nữa rồi mặc quần áo đi vào. Suốt đêm hôm ấy tôi lại lần nữa không ngủ. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, tôi thấy chị Lan ngủ rất say. Nước mắt tôi cứ chảy dọc hai bên má. Còn người ta khi đi vào bước đường cùng sẽ không còn lựa chọn. Nếu như ngày ấy tôi không lên giường với Vinh thì có lẽ giờ chị Lan đã không còn ở cạnh tôi nữa. Chỉ là tại sao người đó lại là Vinh? Những ký ức như cuốn phim cuộn về nhưng lại không rõ, khiến tôi cũng như kẻ chết đuối chơi vơi giữa dòng nước. Hình như tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi nhục, khóc vì xấu hổ và vì cả biết Bo được sinh ra bởi ai. Tôi và Vinh từng có một khoảng thời gian ngắn bên nhau, đã ngỡ chỉ là một mối tình còn con. Hóa ra kết cục người đêm ấy ngủ cùng tôi lại là anh đây. Đây là nhân duyên hay nghiệt duyên? Cả một đêm không ngủ được, toàn thân tôi cũng rã rời. Thế nhưng sáng thứ bảy tôi đã hứa đưa Bò đi mua điều hòa. Dù cho tin sét đánh kia vẫn vang vọng, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống kia mà. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, rồi ra ngoài bếp nấu chút đồ ăn sáng và gọi Bo với chị Lan dậy ăn. Thằng bé nghe tôi nhắc đến việc mua điều hòa, thích lắm. Thế nhưng tôi lại chẳng vui nổi, lòng nặng trĩu khôn nguôi. Có điều trước mặt con và chị Lan, tôi không muốn mọi người lo lắng nên vẫn cố vui vẻ. Ăn sáng xong, tôi với chị Lan và Bo bắt xe buýt đến siêu thị điện máy. Tiền lương chưa có nên tôi phải dùng tiền viết chuyện từ trước, chứ dạo này lên đây tôi ít có thời gian viết được. Nghĩ đến tiền tôi khẽ cười, tự dưng cứ nghĩ ngợi linh tinh mà không có tâm trí viết chuyện. Bò là con của ai thì có gì quan trọng chứ, mấy năm nay nó sống cũng có biết ba ruột đâu. Sao tự dưng tôi lại cứ để cảm xúc chi phối bản thân như vậy? Không có tiền mới chết, chứ giờ làm gì có thứ gì đánh gục được bản thân tôi nữa. Tôi cố an ủi mình như vậy, nhưng hình như không ăn thua lắm. Xem mấy cái điều hòa mà người ta bán hàng cứ phải gọi tôi liên tục. Không hiểu sao mỗi lần gặp Vinh, thần trí tâm trạng tôi đều bị ảnh hưởng nặng nề như vậy. Dù sao mọi thứ cũng đã qua, Vinh có hận tôi thì anh cũng đã có một cuộc sống khác, tôi cũng có một cuộc sống khác rồi. Giữa tôi và anh có lẽ duyên nợ hãy coi như chưa từng tồn tại. Biết được sự thật Vinh là ba của Bo cũng chẳng thể khiến cuộc sống của tôi thay đổi gì nữa. Người bán hàng nhìn tôi khẽ nói, dạ thưa chị, bên em có dòng điều hòa này rẻ hơn, chị xem có hợp lý không? Tôi gật đầu đi theo nhân viên bán hàng. Chị Lan đi một hồi chân cũng mỏi nên đành ngồi xuống, chỉ có tôi với Bo đi theo. Thằng bé chạy nhảy liên hồi, tôi nhìn con trao mày nói, Bo, đừng có chạy nữa, tí không có sức về, mẹ không cõng được đâu. Thằng bé nghe tôi nói liền xị mặt ra, nhân viên bán hàng khẽ mỉm cười, chỉ vào chiếc điều hòa cười nói, chiếc điều hòa tôi giới thiệu đây, chị có thể xem và tham khảo
đây là thông số kỹ thuật. Tôi cúi xuống nhìn, giá cả chiếc điều hòa này hợp lý nhất. Người nhân viên bán hàng nhìn sắc mặt tôi bắt đầu quảng cáo chi tiết. Tôi cũng không biết anh ta nói bao lâu, chỉ đến khi ngẩng lên, chợt phát hiện bò đã không còn đứng bên cạnh. Tôi quay sang người bán hàng vội vàng nói, được được, tôi lấy chiếc này, có thể lắp đặt luôn càng tốt, tôi đi tìm thằng bé nhà tôi đã. Nói rồi, tôi vội lê đôi dép nhìn xung quanh, siêu thị điện máy lớn và rộng, thằng bé này mỗi lần đến mấy siêu thị thì rất hay chạy nhảy lung tung. Tôi ngó ra chỗ chị Lan ngồi, vẫn không thấy thằng bé đâu, liền đi một vòng. Khi đến khu điện gia dụng, đột nhiên tôi nghe tiếng cu bo cất lên lanh lảnh. Mẹ Thủy ơi, còn ở đây. Tôi nhìn thằng bé, đột nhiên sững lại. Bò đang đứng sát bên cạnh Vinh, tay cầm cái tai nghe con thỏ vui vẻ nói. Còn mùa tặng mẹ tai nghe này nhé. Thế nhưng, lời bò nói tôi không còn nghe lọt tai, bởi lúc này ánh mắt tôi cũng chạm vào người phụ nữ bên cạnh Vinh. Là chị ta. Tim tôi gần như không thở nổi, như một phản xạ lao về phía bò bế thằng bé lên. Thằng bé dường như vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nói, mẹ, sao mẹ không trả lời con? Nãy cái này ở trên cao quá, con phải nhờ chú lấy giúp con đấy mẹ. Tôi cố nuốt nước bọt, nhìn Vinh, nhìn chị Liên lý nhí nói, cảm ơn. Nói xong, tôi không đợi hai người họ trả lời, bế thằng bé đi thẳng, vừa đi vừa mắng. Sao con tự ý chạy lung tung như vậy, biết mẹ tìm vất vả thế nào không? Con xin lỗi mẹ, tại con muốn mua tặng mẹ cái này. Tôi nhìn thằng bé, nỗi bất an càng lúc càng lớn. Trái đất này sao có thể nhỏ bé như vậy? Hà Nội sao đi một vòng đã gặp lại nhau? Thằng bé vẫn thút thít nói, mẹ ơi, tại hôm nay sinh nhật mẹ, con muốn mua quà tặng mẹ thôi mà. Tiền trong lận đất, trước bà với bác Cường mừng tuổi, lát con về đưa hết cho mẹ, mẹ đừng giận con nhé. Tôi nghe bò nói, bỗng dưng ứa nước mắt, chợt nhìn qua cửa kính phía sau, Vinh và chị Liên vẫn đứng chân chân nhìn theo bóng dáng mẹ con tôi. Hôm nay sinh nhật tôi còn chẳng nhớ, thằng bé mới 4 tuổi đầu, sao lại nhớ ra chứ? Tôi cúi xuống thơm lên má con, vừa vui vừa buồn. Khi ra đến chỗ chị Lan, tôi mau chóng gọi nhân viên thanh toán tiền, tiện cho địa chỉ tới lắp điều hòa, rồi mau chóng gọi chị Lan đi về. Trên đường đi, tôi nhìn kỹ lại mặt bo. Thực ra, cũng đâu đến mức là quá giống, có thể nhìn một cái nhận ngay được ra đâu cơ chứ. Hình như tôi đang lo lắng quá đà mất rồi. Và đúng như tôi nghĩ, tôi thực sự lo lắng quá đà rồi. Bởi những ngày tiếp theo, cuộc sống của mẹ con tôi vẫn diễn ra bình thường. Hàng ngày, sáng tôi vẫn đi làm, chiều về, tối lại viết truyện. Hóa ra mọi thứ toàn do tôi tự nghĩ ra. Hoặc do tôi chưa tiếp nhận được mọi việc nên mới tự biên tự diễn như vậy. Thế nhưng chỉ mấy ngày tôi lại bắt đầu quen lại với mọi việc. Cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận được toàn bộ. Có đau, có buồn đấy, nhưng đã là sự thật. Không chấp nhận cũng không còn cách nào khác. Ở công ty, tôi bắt đầu quen việc hơn. Bản thân tôi không nhận mình thông minh, nhưng tôi cũng rất chăm chỉ. Chỗ nào không biết đều chịu khó hỏi lại. Còn về phần tổng giám đốc, thái độ của ông với tôi vẫn như mọi khi. Mỗi buổi chiều, tôi đi làm về muộn, đều thấy ông ngồi chơi với cái chip nhà chị Quyên và cái xu nhà chị Linh một lúc rồi mới về. Có lẽ ông là người quý trẻ con thật. Có lẽ ông cũng quý coi bo nhà tôi như hội cái chip cái xu. Tôi bật cười, khả năng suy diễn của tôi thật đạt đến độ thượng thừa. Hôm thứ sáu của ngày cuối tuần thứ hai tôi đi làm, vì công ty nghỉ 2 ngày thứ bảy chủ nhật, nên hôm nay hầu hết mọi người đều phải tăng ca. Tôi phụ trách sắp xếp in ấn tài liệu, càng không thể về sớm. Trời bên ngoài đã tối, chị Quyền vừa vội vàng đánh máy vừa nói, Thủy, mang tài liệu này lên phòng tổng giám đốc giúp chị. Cây Linh hôm nay nó ốm nên nó nghỉ về sớm rồi. Tôi đang in mấy cái văn bản, đành đặt xuống cầm sắp tài liệu đi lên. Lúc này nhìn ra mới thấy đường phố đã lên đèn. Tôi chậm chậm tiến đến phòng ông Quang. Khi đang định giơ tay gõ, liền nghe tiếng Vinh nói rất lớn. Chuyện gì của công ty, con cũng không muốn xen vào. Nhưng chuyện này, con mong bà suy nghĩ lại. Đất Hà Nội này thiếu gì người. Xả thải cô ta, ba vẫn tìm được một văn thư tốt hơn cơ mà. Mày nói chuyện nó vô lý vừa thôi. Nói thật, chẳng tìm được đâu đứa nào chăm chỉ như nó đâu. Việc gì sai nó cũng làm. Mà nó cũng được việc, tự dưng sa thải làm gì?
Và lại, mày đã biết việc của công ty không nên xen vào, tại sao vẫn xen vào? Mà con bé đó hiền lành như vậy, nó làm gì mày à? Có thù riêng gì với mày hay sao? Và mày cứ muốn phải triệt đường sống của nó. Nó một mình bươn chải trên này nuôi con nhỏ, chồng nó thì bỏ nó. Tao thấy nó đáng thương, mà mày không có tí tình người nào là thế sao nhỉ? Con không muốn nói ra chuyện này, nhưng nếu bà vẫn khăng khăng giữ cô ta lại, con đành phải nói. Cô ta không đáng thương như bà nghĩ đâu. Thế nó làm gì mày mà mày bảo nó như vậy? Cô ta đã là kẻ lên giường với con và quay lại video để tống tiền con. Chẳng những vậy, cô ta còn phá bỏ đi giọt máu của con nữa. Người như vậy, chẳng lẽ bà vẫn muốn giữ lại? Tôi nghe xong đột nhiên run rẩy lảo đảo, bên trong im lặng. Một hồi rồi có tiếng ông Quang cất lên. Mày nói cái gì? Bà có nhớ năm ấy, con từng nói con muốn học xong thì đi du học, sau đó về thì chuyển ngành sang công an không? Thời điểm đó, con đã bị cô ta lợi dụng để quay video tống tiền. Cô ta còn có hai người đồng bọn khác. Cái khoản tiền lớn mà mẹ nhận lấy của ba, thực ra là con lấy. Lúc đấy, vì con mà khoản đầu tư của công ty bị rút xuống. Bên trong là tiếng ho sặc sụa của ông Quang, rồi ông tức giận rít lên. Tao biết ngay là mày mà, mẹ mày nhận thay cho mày, nhưng tao biết ngay chỉ có mày thôi. Vì một cái trò ăn chơi trác táng của mày, mà công ty lúc đấy... Mày, cái thằng mất dạy này, làm tao mất một khoản đầu tư cho bên Linh Lung. Đợt đó tao đã nghe phong thanh mày bị tống tiền, mà hỏi mẹ mày giấu. Mẹ còn nhà mày dám lừa tao, to gan thật. Bà bình tĩnh đã, bà cũng thừa biết xưa nay con chẳng có ăn chơi gì. Cái này là con bị lừa thôi. Vậy tại sao mày không báo công an gô cổ nó lại? Bà, trong video đó rõ ràng là cô ta say, bị con chuốc thuốc, lại cũng có chút men không biết gì hết. Nên... Mày cút ra khỏi đây mau. Hóa ra tin đồn đó là thật. Mày giỏi lắm Vinh ạ. Bà, con cút, nhưng ba nên sa thải cô ta ngay đi. Con người này bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương, nhưng thực chất lại rất mưu mô. Tao sẽ không sa thải nó. Tại sao? Trước kia không biết thế nào, nhưng giờ nó thân cô thế cô, nó làm được gì? Chỉ là chân văn thư. Mày nghĩ có đủ khả năng làm gián điệp kinh tế chắc? Đầu óc mày chỉ có mấy cái kỹ thuật thôi à? Tại sao mày ngu thế hả Vinh? Để một con nhãi danh nó tống tiền. Cút. Ba, ta bảo cút. Vâng. Tôi sợ hãi vội đứng nép vào cây cột, đợi khi Vinh đi khuất vẫn chưa dám cầm tập tài liệu bước vào. Người tôi cũng run như cầy sấy. Năm ấy bọn họ lừa tôi. Họ chỉ nói rằng lên giường với người ta tôi sẽ có tiền chữa bệnh cho chị Lan. Còn nói rằng người mua tôi và chuốc cho tôi say không biết gì. Không ngờ họ còn dùng video đấy để tống tiền Vinh. Không ngờ rằng đó là cái bẫy được giăng ra. Tôi nhìn bóng lưng Vinh khuất dần, bỗng cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, đến khi bình tĩnh mới có thể bước vào phòng tổng giám đốc. Ông Quang nhìn tôi. Dưới ánh sáng của đèn nê ông, tôi không nhìn rõ được ánh mắt ông, chỉ thấy ông nói giọng rất bình thản. Tài liệu cô cứ để đó cho tôi là được. Vâng, muộn rồi cô xuống bảo mọi người xong việc cứ về. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Tôi nói xong cũng lặng lẽ bước về phòng photo nốt đống tài liệu, rồi đeo túi sách bước ra ngoài. Tầm này xe cũng bớt đông hơn. Khoảng 5-6 giờ tối, tôi bước lên xe buýt, ngồi ngay vị trí đầu tiên. Suốt khoảng thời gian trên xe, tôi cứ ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Hà Nội sau bao nhiêu năm đã thay đổi, tại sao có những việc chẳng thể quên, lại có những việc chẳng thể nhớ? Trên đời này lại không có từ nếu như. Nhưng nếu như tôi biết trước, đêm hôm đó tôi ngủ cùng Vinh, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Bởi dù sao, tôi cũng là sai. Bán rẻ thân xác đổi lấy tiền thì làm gì mà có tư cách lên tiếng. Dù cho tôi có đổ lỗi, có ngụy biện thế nào, cũng không biến sai thành đúng. Nghèo không phải cái tội, nhưng nghèo là cái lỗi. Tôi sinh ra đã chỉ biết cúi đầu sống, đến tận bây giờ vẫn không thể ngẩng cao đầu. Giá mà bà tôi thương chị em tôi chỉ một chút thôi, có lẽ tôi sẽ không nhục nhã thế này. Trở về nhà sau một ngày mệt nhọc, chị Lan ở nhà cũng đã nấu cơm xong. Cu bò chạy ra ôm chân tôi khoe, hôm nay được phiếu bé ngoan. Chị Lan vừa sắp xếp bát vừa cười nói.
Nãy bác Lan vừa dạy cho cô Bo vẽ tranh, thằng bé vẽ đẹp ghê luôn dì Thủy ạ. Tự dưng nghe chị Lan nói, tôi bỗng xúc động. Từ nhỏ chị Lan ốm yếu nhưng vẽ rất đẹp. Đã vậy chị còn học rất giỏi tiếng Anh, điểm gần như lúc nào cũng cao nhất lớp. Nhìn hai bác cháu vui vẻ, tôi mới chợt nhận ra có những thứ tình thân ruột thịt, dù cho có đánh đổi cả tương lai, tôi vẫn chấp nhận. Ăn cơm xong, chị Lan lại lôi Bo sang dạy tiếng Anh. Tôi ngồi cạnh xem hai bác cháu học. Chị Lan do bệnh tật nên học tới lớp 12 thôi, nhưng kiến thức chị vẫn nhớ như in. Nhớ lại lời Mụ Xuân lẫn lời bà Tâm trước nói chị Lan là gánh nặng, bỗng dưng tôi lại muốn quay lại mà chửi nhau một trận đã đời. Hôm sau là thứ bảy, trời lại râm mát, tôi quyết định đưa Bò và chị Lan ra ngoài một chút. Với dạo này ở nhà cũng bí bách, Bò không được đi đâu tôi cũng thương. Ba người chúng tôi quyết định đi siêu thị một chút, sau đó sẽ dẫn Bò đi ăn gà. Khi xe buýt dừng ở trạm, tôi liền bế Bò xuống rồi đặt con lên vệ đường. Siêu thị nằm đối diện với chỗ tôi đang đứng. Điện thoại tôi bất chợt vang lên. Tôi buông tay Bo, mở túi với điện thoại. Đột nhiên Bo lao vụt xuống đường ngay trước mắt tôi. Lúc này tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội lao theo gào lên, Bo! Tiếng còi xe inh ỏi, ngay trước mặt một chiếc xe ô tô con lao đến. Tôi gần như không giữ được bình tĩnh lao ra. Đột nhiên bỗng thấy một bóng người đẩy mạnh tôi ra. Đến khi định thần tôi mới chợt thấy Bò nằm gọn trong vòng tay người ấy, vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi. Tôi loạn choạng đứng dậy, vẫn chưa thể hoàn hồn, chạy đến ôm chầm lấy Bò run rẩy nói, Bò, con có sao không con? Con không sao. Tôi bặm chặt môi, lúc này đột nhiên toàn thân sững lại. Người vừa cứu Bò là Vinh, anh ta mặc bộ đồ thể thao đen ôm lấy thân hình cường tráng. Nhìn thấy tôi, dường như anh cũng rất ngạc nhiên, nhưng rồi anh vội đứng lên, đi về phía vỉa hè. Đoàn xe vì sự cố nên dừng lại. Tôi cũng nhanh chóng ôm Bo trở lại phía chị Lan, vừa đi vừa trách móc, sao con lại lao ra đường như vậy, con có biết nguy hiểm lắm không, mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi. Tại cái vòng mẹ tặng con bị rơi rồi lăn xuống đường. Kể cả thế con cũng không được lao ra đường, có gì con phải nói với mẹ, con hư lắm rồi đấy nhé. Thằng bé gật đầu, vẻ mặt đầy tội lỗi nói, còn xin lỗi mẹ, tại mẹ dặn cái vòng đó không được làm mất, nên... Tôi thở dài, vẫn ôm chặt lấy con. Khi lên đến vỉa hè, tôi nhìn Vinh khẽ nói, cảm ơn anh. Vừa nói xong, Bò cũng trườn người xuống lao về phía Vinh rồi nói, mẹ ơi, tay chú bị thương rồi. Tôi nhìn lên mới phát hiện trên cánh tay Vinh bị xước sát một mảng lớn còn rỉ cả máu. Thế nhưng khi tôi định bước đến, anh đã lùi lại vẻ mặt lạnh tanh. Bò dường như vẫn không hiểu chuyện, vẫn nói líu lo, chú nhớ cháu không? Hôm trước chú còn giúp cháu lấy tài nghề con thỏ đó, chú có đau nhiều không? Để cháu bảo mẹ cháu bằng vết thương cho chú nhé. Vinh liếc nhìn Bo, xoay người cúi xuống nhặt túi đựng vợt cầu lông, sau đó sải bước đi. Tôi tiến đến ôm Bo, thằng bé xị mặt ra nói lớn, chú ơi, chú ghét cháu à? Sao cháu hỏi chú không trả lời? Vinh vẫn sải bước đi. Lúc này tôi liền bế thúc Bò lên, tiến lên phía sau lưng Vinh lý nhí, thực lòng cảm ơn rất nhiều. Anh bị thương thế này, nếu tôi không đưa anh đi bệnh viện, mọi chi phí tôi sẽ lo. Vinh đột nhiên quay phát lại nhìn tôi cười nhạt, khỏi cần. Vâng, nếu không cần thì thôi ạ, nhưng tôi thực lòng cảm ơn anh. Tôi cứu thằng bé không phải vì cô, vậy nên không cần cô cảm ơn tôi. Đơn giản tôi chỉ đang thực thi nhiệm vụ của mình thôi. À vâng, vâng, công an cứu dân. Tại thấy anh không mặc quân phục nên tôi cũng quên mất. Dù sao, cảm ơn anh. Bò, cảm ơn chú công an đi con. Mới nghe đến đây, đột nhiên Vinh trợn mắt phừng phừng, khiến câu cảm ơn của Bò chưa kịp phát ra đã ngừng bặt. Tôi nói gì sai sao? Còn chưa kịp hiểu gì, anh ta đã bước đi rất nhanh. Lúc này tôi mới để ý, cánh tay thực sự bị rỉ máu, còn rất nhiều cát, trong lòng bỗng thấy áy náy vô cùng. Nhưng giờ mà cứ lẽo đẽo đi theo lại bị Vinh chửi cho không ra gì. Cuối cùng tôi đành ôm Bo đi vào siêu thị cùng chị Lan. Khi lên đến nơi, tôi chưa vội cho Bo vào mua đồ mà tìm một chỗ vắng vẻ giáo huấn con một trận. Thằng bé nghe xong có vẻ hiểu ra, ngoan ngoãn nói, dạ Bo hiểu rồi mẹ Thủy ạ. Từ nay ra đường không được chạy lung tung, kể cả có chuyện gì
phải bám sát mẹ Thủy. Tại bò hư, bò quên lời mẹ Thủy dặn, từ sau bò không tái phạm nữa đâu. Tại cái vòng mẹ Thủy mua cho bò, bò sợ mất nên mới thế, chứ từ sau bò không như vậy nữa. Kể cả vòng có quý thế nào, con cũng không được chạy lung tung, phải gọi mẹ nhặt cho, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Hứa với mẹ nào? Dạ, bò hứa, bò nhớ lời mẹ dặn rồi. Trẻ con độ tuổi này vẫn chưa hết hiếu động, sảnh một chút là có chuyện rồi. Mà thằng bé này không biết giống ai, đồ tôi mua cho nó lúc nào cũng trân trọng, giữ gìn một cách thái quá. Tôi nhìn chiếc vòng con đang cầm khư khư, vừa thương vừa giận. Thằng bé hôn chụt lên má tôi nịnh nọt. Mẹ Thủy đừng giận bò nữa, bò hứa với mẹ rồi mà. Được, đây là lần đầu tiên mẹ không giận bò đâu, nhưng bò nhớ lời, bò đã hứa đấy nhé. Dạ, bò yêu mẹ Thủy xinh đẹp nhất trên đời. Tôi không kìm được bật cười, dắt tay thằng bé đi. Vừa đi thằng bé vừa hỏi, mẹ ơi, chú ý ghét con hở mẹ? Chú nào? Chú công an. Sao con lại hỏi vậy? Tại con thấy con hỏi chú không trả lời, mà chú cứ nhìn con khó chịu với mẹ. Mà nha, trước mẹ con mình đi mua điều hòa, chú vẫn nói chuyện với con mà. Hay tại con làm chú bị thương nên thế hở mẹ? Ừ, tại con làm chú bị thương nên chú buồn, chứ không phải chú ghét con đâu. Thế nên con phải nhớ, sau không được chạy linh tinh nữa, nhớ chưa? Dạ. Lúc này tôi nghĩ lại cánh tay dớm máu ban nãy của Vinh, lại nhớ đến lần anh đưa tôi vào viện. Kể ra, trừ việc tôi và anh có ngàn vạn hiểu lầm không hóa giải nổi, thì tôi vẫn phải công nhận Vinh là người tốt, lại là một chiến sĩ công an mẫu mực, hết lòng vì dân. Nhưng hình như Vinh không coi tôi là dân thì phải. Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, thứ hai tôi lại bắt đầu công việc như thường lệ. Buổi sáng, khi đang ngồi đánh văn bản, thì chị Quyên đưa cho tôi ít tài liệu rồi nói, cô sắp xếp chỉnh lý toàn bộ tài liệu này, chiều xếp tổng tiếp đoàn cảnh sát môi trường. Cô xem có lỗi gì, chỉnh sửa lại, rồi làm báo cáo nhé. Tôi ngồi sắp xếp chỉnh lý hồ sơ đến trưa mới xong, vội ăn bát cơm, rồi tranh thủ mang tài liệu cho chị Quyên. Hôm ấy tôi thực sự rất nhiều việc, xếp tổng gặp bên cảnh sát môi trường, chị Quyên cũng phải có mặt trong cuộc họp ấy, nên tôi phải làm toàn bộ công việc còn lại của chị. 4 giờ chiều, chị Quyên mới trở về. Vừa thấy chị Linh đã hỏi, này, hôm nay anh Cường bên môi trường có sang không? Có chứ, người ta là đội trưởng mà. Thế mà chị không cho em đi rót nước chiên trà. Lại cô, người ta vợ con đàng hoàng rồi, con Su nhà cô cũng 6-7 tuổi mà mê trai thấy gớm. Ha ha, ngồi xào sáng trong lòng công an mà. Phải công nhận, ngành công an nhiều người đẹp trai chị nhỉ. Vinh còn xếp tổng là đẹp trai nhất, anh Cường đẹp thứ hai, thằng Long đội môi trường cũng đẹp. Xếp tổng nhà mình quan hệ với mấy bên ấy tốt thật. Tôi nghe xong hơi cười. Thực ra nếu là những năm trước, chắc đến trai đẹp tôi cũng háo hức như chị Linh đấy. Nhưng có lẽ cuộc đời phũ phàng khiến tôi nhận ra đẹp trai cũng không mải ra ăn được. Trong lúc mất thời gian quan tâm đến trai, thà ngồi xử lý nhanh mấy cái văn bản này cho xong. Buổi tối hôm ấy tôi về sớm hơn mọi khi gần 1 tiếng. Lúc xuống sảnh thấy cái Chip và Su đang chơi một mình. Bình thường tầm này tổng giám đốc lẽ ra đang chơi cùng hai đứa này. Có lẽ hôm nay tiếp đoàn môi trường nên ông mời cơm bọn họ rồi. Tôi đi qua khẽ cười với hai đứa. Đột nhiên nghe phía sau có tiếng thư ký của ông Quang nói với chị Quyên. Không, nãy họp xong sếp vội đi luôn. Không mời cơm luôn sao? Dạ không, em cũng không hiểu tại sao mà lần này không mời cơm bên ấy luôn. Họp xong anh đội trưởng vào phòng sếp nói chuyện riêng. Một lúc thì đội môi trường về, sếp thì đánh xe đi luôn. Ừ, tôi nghe xong cũng không nghĩ ngợi gì, bắt vội xe buýt về nhà. Khi về đến nhà, tôi tắm giặt lau dọn ăn uống xong, liền bế bo vào giường. Đột nhiên, thằng bé lôi trong cặp một hộp kẹo trẻ em đầy màu sắc đưa cho tôi vui vẻ nói, mẹ ơi, ông cho con này. Tôi nghe thằng bé nói chào mày là hỏi lại, ông nào vậy bo? Dạ, ông ở công ty mẹ đó. Hôm nay ông đến trường tìm con xong cho con hộp kẹo này đấy mẹ. Tôi nghe xong đột nhiên khựng lại. Chiều nay tiếp đoàn cảnh sát môi trường, ông Quang không mời họ ở lại ăn cơm mà vội vàng đến tìm bo. Toàn thân tôi bỗng ớn lạnh lắp bắp nói, ông tìm con, sau đó có làm gì con không? Dạ, ông cho con hộp kẹo này, xong ông bảo móng tay con dài quá
nên bấm móng tay cho con. Ông còn nhổ tóc trên đầu con, bảo cho ông xin mấy cậu để ông nuôi cho thật dài, rồi cấy lên đầu ông vì ông sắp rụng tóc hết rồi. Mẹ ơi, ông còn bảo từ sau gặp ông, cứ gọi ông là ông nội nữa. Trời ơi! Mẹ, sao vậy ạ? Con lại làm gì sai sao? Mẹ chỉ dặn không nghe lời người lạ, nhưng ông có phải người lạ đâu mẹ. Tôi gần như không chịu nổi, ôm chặt thằng bé vào lòng, cắt móng tay, lấy tóc. Mới nghe thôi tôi cũng hiểu được, ông Quang đang định làm gì. Bò không sai, dù cho thằng bé không tự nguyện thì người ta cũng sẽ có cách. Nhưng rốt cuộc, tại sao ông Quang lại biết chuyện này? Tôi ngồi dưới sàn nhà rất lâu sau mới có thể bình tĩnh được, vội lấy điện thoại gọi cho cái Chi. Lúc này cũng gần 10 giờ đêm, cái Chi nghe tôi kể, liền phóng thẳng xe máy đến nhà tôi. Lúc này tôi giục chị Lan cho bò ngủ trước, còn tôi kéo nó vào trong phòng. Nhìn nó, tôi chào mày nói, mày bình tĩnh đã xem nào. Mẹ nó, hóa ra lão Vinh là cha thằng Bo. Tin giật gần vãi cả nhái. Mà đấy, nói thật, tao còn quên mặt lão ta rồi cơ. Tao đang lo lắm rồi, ông Quang mà biết. Biết thì sao, con mày mà mày lo cái gì? Mà cùng lắm mày với lão Vinh cưới nhau, Bo là con chung của hai người, nó lại chẳng hợp lý quá. Mày điên à? Chuyện tao bán thân ở nhục nhã thế nào, ai chấp nhận tao mà cưới với Xin? Và lại năm đó, hai tên kia còn dùng video để tống tiền Vinh. Dù sao, tao cũng tự nguyện, thế nên trong đó cũng có lỗi của tao. Mà hơn hết, giờ anh ta cũng sắp có vợ rồi. Tao bảo, mày bình tĩnh, tao xem nào. Mày biết thì biết có sao đâu, mà mày phải lo. Giờ cho bò có ba ruột, chẳng tốt sao? Mày không hiểu được đâu chị ạ. Thứ nhất, trong mắt Vinh, tao là loại gái vì tiền mà bán rẻ thân xác. Thứ hai, mày nghĩ xem, giờ anh ấy sắp cưới lại lòi ra có con riêng với tao. Thực sự, nếu nghĩ kỹ sẽ có nhiều thứ phức tạp lắm. Cây Trì định nói gì đó, đột nhiên điện thoại của tôi bỗng vang lên. Tôi nhìn vào màn hình run run, không thốt lên lời, là số của ông Quang. Cây Trì thấy vậy liền giục, mày cứ nghe đi xem nào. Tôi nuốt nước bọt, nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia giọng khản đục cất lên. Cổ Thủy, biết muộn thế này còn làm phiền cô, tôi cũng ngại quá, nhưng tôi có việc gấp, có thể gặp cô một lát không? Tôi đang đứng dưới ngõ nhà cô rồi. Lúc này, tôi không còn cách nào, đành dặn cái Chi ngồi im trên đây, chỉ mình tôi xuống. Trên đời này, cái gì đã đến tránh cũng không được. Nhưng từ nãy tới giờ, mới chỉ 5-6 tiếng, rốt cuộc, tại sao ông Quang lại muốn gặp tôi gấp thế? Khi bước xuống dưới, tôi đã thấy chiếc xe ô tô sang trọng của ông Quang đỗ ngay đầu ngõ. Ông đứng bên trên cùng người tài xế, vừa nhìn thấy tôi liền nói, cô vào xe đi, đứng ngoài nói chuyện không tiện. Dạ, đêm rồi, tổng giám đốc cho gọi tôi, có chuyện gì vậy ạ? Ở công ty gọi tôi, tổng giám đốc, nhưng ở ngoài cứ xưng hô bình thường thôi, cô vào đi. Tôi cúi đầu bước vào xe, ông Quang cũng bước vào, đưa cho tôi một xấp giấy khẽ nói. Thực ra, tôi định để sáng mai gặp cô mới nói, nhưng bản thân tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình và cũng đoán thằng bé sẽ khoe chiều nay tôi đến tìm nó, nên muộn thế này, tôi vẫn phải gặp cô. Đây là xét nghiệm ADN của con trai cô và con trai tôi. Dịch vụ nhanh, lấy kết quả sau 4 giờ. Kết quả trùng khớp 99,99%, có quan hệ huyết thống cha con. Tôi nghe xong, chợt như chết lặng. Ông Quang nhìn tôi, giọng khàn đục lại cất lên. Cô Thủy, tôi không biết chuyện của cô và con trai tôi năm xưa thế nào, cũng không quan tâm lý do thằng bé vì sao có mặt trên đời. Tôi chỉ quan tâm nó đích thị là cháu ruột của tôi, vậy nên tôi cũng không vòng vo, đi thẳng luôn vào vấn đề. Thằng bé dù sao cũng mang máu mủ huyết thống của nhà họ Trần, nên tôi muốn cô nhường lại quyền nuôi thằng bé cho tôi. Ông nói gì vậy? Tôi biết cô là mẹ thằng bé, nên chắc chắn sẽ thương thằng bé hơn bất cứ ai. Nhưng cô nghĩ xem, một mình cô bươn trải trên này, vừa phải lo cho bản thân, lại lo cho chị gái bệnh tật, thì sẽ không thể cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ được. Mấy năm nay là do tôi không hề biết đến sự tồn tại của thằng bé. Có lẽ thằng Vinh cũng không biết, nên giờ thực lòng muốn đón thằng bé về để bù đắp cho nó. Mai tôi sẽ thuê luật sư làm giấy tờ, cô có thể ký vào. Ngày sau khi cô ký
tôi chuyển 70% cổ phần cho thằng bé và tôi sẽ là người giám hộ của nó luôn. Còn cô, tôi sẽ chuyển cho cô 5 tỷ, cô có thể thuê bác sĩ giỏi về chữa bệnh khỏi hẳn cho chị gái cô. Còn lại, tôi nghe xong như sét đánh ngang tai, lắc đầu gào lên. Ông Quang, tôi không bán con. Cô đừng kích động như vậy, đây không phải là bán con, tôi là ông nội thằng bé kia mà. Tôi chỉ đang muốn những gì tốt đẹp nhất đến với cháu tôi thôi. Cô còn trẻ, cô có một khoản tiền như vậy chữa bệnh xong cho chị, cô vẫn có thể dư ra, cô có thể lấy chồng xây nhà, muốn sống một cuộc sống không vướng bận gì. Thằng bé là sinh mệnh của tôi, các người không có quyền. Không có quyền gì mà đòi tôi phải nhường quyền nuôi nó cho các người. Tôi có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Mấy năm nay, mẹ con tôi không có các người, vẫn sống chứ không chết được. Phải, vẫn sống, nhưng cô xem, sống khổ sống sở thế nào, chắc chắn cuộc sống của cô thế nào, cô rõ hơn tôi, đúng không? Tôi không kìm được, đột nhiên nước mắt tuôn ra, đưa tay nắm chặt cánh cửa chạy vội ra ngoài. Ông Quảng cũng đứng dậy kéo mạnh tay tôi rít lên. Việc cô tống tiền thằng Vinh, bán thân cho nó, tôi có thể bỏ qua. Nhưng giờ có con, tôi đang đàm phán trên tinh thần tự nguyện với cô, nên rất mong cô hợp tác. Ông buông tay tôi ra, tôi sẽ không để con tôi cho ai nuôi hết. Nếu cô muốn nhiều hơn, tôi có thể cho cô nhiều hơn. Thằng bé là máu mủ của nhà tôi không để nó thiệt đâu. Tiền nong cô thấy không thỏa đáng, cứ nói rõ ra. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con tôi. Cô Thủy, mấy năm nay, cô nuôi thằng bé tôi rất cảm kích. Tôi cũng không đến mức độc ác mà chia cắt mẹ con cô. Tôi chỉ muốn cô nhường quyền nuôi thằng bé lại cho gia đình tôi. Thằng Vinh lấy vợ, có sinh con thì 70% cổ phần kia tôi vẫn dành cho thằng bé, nên cô không cần lo. Còn cô mỗi tuần đều được thăm thằng bé một lần. Ông đừng nói gì nữa, buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên. Được, tôi nói chuyện tử tế cô không muốn đúng không? Những việc cô đã làm trong quá khứ, công việc giờ nếu cô thất nghiệp, cô nghĩ cô đủ khả năng kiện tụng với tôi sao? Ông nói gì? Riêng việc cô nằm trong đường dây tống tiền thằng Vinh đã đủ để tôi tống cô vào tù rồi. Thằng Vinh có lẽ còn nể tình nên mới không kiện tụng và nói bị lừa, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức vậy đâu. Tôi nghe xong, toàn thân cũng như có ai đánh ngồi sụp xuống đất. Ông Quang nhìn tôi cười nhạt nói, tôi không muốn ép cô, nhưng cũng không mong mẹ của cháu trai của tôi lại phải vào tù. Vậy nên, cô cứ suy nghĩ đi, giờ thằng bé còn nhỏ, đợi nó lớn lại khó ra. Ông Quang nói xong, liền đi thẳng lên xe ô tô. Khi chiếc xe dần đi khuất, tôi mới phát hiện cả gương mặt đã đẫm nước. Trời bên ngoài mùa hè, nhưng vẫn se lạnh. Tôi mặc kệ, ôm lấy gối, bật khóc nức nở. Nỗi bất an mơ hồ cuối cùng cũng đến. Nhưng sao mà nó lại đau đớn đến vậy? Thằng bé là máu thịt của tôi, sao tôi có thể để cho ai nuôi đây? Tôi không biết mình khóc bao lâu, chỉ đến khi có tiếng dép loẹt xoẹt của cái Chi mới bừng tỉnh ngước mặt dậy. Nó nhìn tôi, hốt hoảng lao đến nói, Thủy, sao vậy? Có chuyện gì? Tôi cúi đầu đưa tay quệt ngang dòng nước mắt kể lại mọi chuyện. Cái Chi nghe xong rít lên, thật quá đáng. 5 năm nay, mày chịu bao tủi nhục nuôi nó, họ có quyền gì mà đến đòi là đòi. Nhưng họ có chứng cứ, tao nằm trong đường dây tống tiền Vinh năm nào. Nhưng mày bị lừa còn gì? Tao nói bị lừa thì ai tin? Tàng chứng vật chứng có. Tao... Thủy, mày đứng lên đi về đã. Tao phải làm sao đây? Tao không thể để bo cho ai nuôi được. Đi về đã, từ từ tao nghĩ cách. Tao thử liên hệ với bên luật sư tao quen xem sao. Cái Chì nói đến đâu, đỡ tôi lên đến đấy. Tôi loạn choạng bước về nhà, bò lúc này cũng đã ngủ say. Tôi không kìm được, lao đến ôm chặt lấy con, như thể người ta mang con đi luôn. Thằng bé bị tôi ôm, liền tỉnh dậy khẽ nói, mẹ ôm con chặt quá, con đau. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh đặt con xuống, vỗ nhẹ vào mông con cho nó ngủ say, sau đó chạy vào nhà vệ sinh xối nước, rồi ra ngoài lan can cùng cái Chi. Suốt đêm ấy, cái Chi đã cùng tôi nghĩ rất nhiều cách, đã gọi cho cả hai người luật sư cái Chi quen, nhưng ai cũng nói nếu vụ kiện này mà xảy ra, khả năng thắng của tôi rất thấp. Mặc dù tôi là mẹ ruột thằng bé, sinh thằng bé ra, nhưng theo những bằng chứng mà ông Quang nói thì không đủ khả năng tranh chấp. Lúc này
Tôi như tuyệt vọng lắp bắp nói, giờ tao phải làm sao? Tao nói rồi, trước hết mày phải bình tĩnh đã, mày càng thế này tao càng rối. Tôi không còn cách nào, đành cùng Cách Chi vào giường nằm. Thế nhưng suốt đêm hôm ấy tôi không ngủ được, nước mắt cứ chảy dọc hai bên thái dương. Ngày hôm sau, tôi và Cách Chi tìm đến những văn phòng luật sư có tiếng ở Hà Nội. Thế nhưng khi nghe tôi trình bày, họ tuy có nhận nhưng hỏi đến khả năng thắng đều nói rất thấp, bởi đúng là ông Quang hoàn toàn có khả năng kiện tôi vào tù, nhận trách nhiệm hình sự cho việc tống tiền Vinh. Mà đã kiện việc đó, tôi hoàn toàn mất khả năng giành quyền nuôi con. Tôi với Cái Chi thất thểu ra về. Khi đi gần đến đầu ngõ, tôi liền nói, Chi, mày giúp tao một chuyện được không? Chuyện gì? Đặt giúp tao 3 vé máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Giúp tao. Thủy, tao không còn cách nào nữa rồi. Được rồi, để tao gọi điện đặt. Mày định đi lúc nào? Chuyến sớm nhất ngày mai được không? Gấp thế sao? Ừ, giờ tao về chuẩn bị đồ đạc. Cái Chi gật đầu thở dài định nói gì đó, đột nhiên có tiếng người phía sau cất lên, Thủy. Tôi nghe xong quay người, đột nhiên khựng lại một lúc sau mới lý nhí cất lời, chị Liên. Chị, tôi có thể nói chuyện với cô một lúc không? Chị Liên nhìn tôi, vẻ mặt không vui không buồn, có chút cao ngạo nói tiếp, sao vậy? Tôi chỉ xin cô vài phút thôi. Tôi nhìn Cái Chi khẽ nói, chị, mày về trước đi. Cái Chi nhìn chị Liên dò xét nhưng cuối cùng vẫn lững thững bước đi. Chị Liên nhún vai cười nói chuyện ở đây không tiện, đi cà phê chút nhỉ. Tôi không đáp, chỉ gật đầu đi theo chị ta. Khi vừa đến quán cà phê, tôi gọi vội cốc nước lọc rồi nói, chị tìm tôi có chuyện gì? Chị Liên hơi cong khóe môi đáp, cũng 6-7 năm rồi nhỉ. Tôi đã từng mong bản thân đừng bao giờ gặp lại cô, cuối cùng vẫn gặp. Chị có gì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Cô Thủy thật khéo hiểu ý người khác. Thôi thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi cũng không hiểu mục đích cô cố tình xuất hiện sau bao nhiêu năm, và hơn hết cố tình giữ lại cái thai của anh Vinh để làm gì. Chị nói vậy là sao? Cô cứ từ từ nghe tôi nói hết. Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng. Và cho phép tôi nói thẳng luôn, với tư cách là vợ sắp cưới của anh Vinh, tôi mong mẹ con cô bằng cách nào thì cách biến mất trước mặt anh ấy giúp tôi. Anh ấy đang đi công tác, chưa biết chuyện này, chỉ có tôi và ba mẹ anh ấy biết. Đây là 100 triệu, tuy không lớn, nhưng có thể đủ trải một thời gian. Cô cầm lấy, đưa thằng bé đi khỏi cái đất Hà Nội này đi. Tôi nhìn chiếc phong bì trên tay chị Liên cười nhạt đáp, số tiền của chị tôi không dám nhận, còn việc chị nói thì chị yên tâm đi, tôi và con tôi sẽ đi khỏi đây. Cô không cần phải ngại, cứ nhận đi. Không cần đâu, cảm ơn chị. Cô chê ít sao? Không, chỉ là mẹ con tôi sẽ tự lo được. Chị Liên nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực hơi nhếch mép nói, được, hy vọng cô đừng khiến tôi thất vọng. Tôi thở dài đứng dậy, đột nhiên bên sau tiếng chị Liên lại cất lên, nếu bản thân không biết làm gì kiếm sống, cứ nói với tôi trợ cấp cho. Nhưng nhìn cô cũng cao lớn, chắc không đến mức vô dụng như vậy đâu nhỉ. Mà lạ thật, bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chẳng thay đổi là mấy. Trước tôi nghe nói, cô là vợ của một gã trai giàu lắm, mà hình như tôi nhầm, trông cô có vẻ vẫn không sạch sẽ thì phải. Đừng nói với tôi, không có đàn ông bao, cô sống kham khổ lắm nhé. Tôi nghe xong quay phát lại nhìn chị ta đáp, chị Liên, nếu tôi nói tôi sẽ không đi khỏi cái đất Hà Nội này, sẽ nói việc tôi có con cho Vinh biết thì sẽ thế nào nhỉ? Chị có mong điều đó không? Cô... Tôi đùa chút thôi, mà chị đã xanh mặt lại thế. Nếu mục đích của chị đến đây chỉ vì muốn mẹ con tôi đi khỏi đây thì đừng nói nhiều quá làm gì. Mấy năm trước, tôi cho chị tư cách sỉ nhục tôi, nhưng giờ thì không. Nói rồi, tôi không đợi chị ta đáp lại, tôi liền ra ngoài bắt taxi đi về. Lúc về tới nhà, trời cũng chập choạng tối, tôi đi lên phòng nhìn cái Chi rồi nói, đặt được vé chưa mày? Chuyến ngày mai sớm nhất cũng phải 4 giờ chiều, trước giờ đó hết vé rồi. Thế cũng được. Nói rồi tôi quay sang chị Lan, giục chị thu xếp quần áo và cũng nói sơ qua với chị, ba người chúng tôi không sống ở đây nữa mà chuyển vào Nam. Chị Lan không hỏi nhiều, gật đầu đứng dậy mở tủ. Đột nhiên tôi thấy cu bò đứng ngay góc tường bịt mũi ngửa cổ lên trời. Thấy vậy tôi liền lao đến ôm con rồi nói, bò, con sao vậy con? Dạ,
Con bị chảy máu cam. Nào, nằm xuống mẹ xem nào. Bỏ gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống giường. Trời hôm nay râm mát, tại sao thằng bé lại chảy máu cam? Tôi chạy đi lấy cuộn bông, lúc vào đã thấy máu chảy ồ ạt xuống miệng. Thằng bé nhìn tôi cười nói, hôm nào đi học con cũng chảy máu cam mẹ. Không sao đâu, nên mẹ đừng lo. Nghe con nói, đột nhiên tôi bỗng run rẩy hỏi lại, hôm nào con cũng chảy máu cam sao? Dạ, vâng ạ. Bò, tại sao không nói với mẹ? Tại con sợ mẹ lo cho con. Tôi không còn kìm được, nước mắt chảy dọc xuống sống mũi, nhét bông vào rồi vén áo con lên. Đột nhiên tôi phát hiện vùng gần nách bầm tím một mảng, liền quay sang hỏi chị Lan. Chị Lan, bình thường chị tắm cho thằng bé, có thấy vết tím này không? Không, vết tím đó hình như hôm nay mới có. Nhưng thằng bé cũng lâu lâu có mấy vết bầm nho nhỏ, hỏi thì nó bảo chơi với bạn bị như vậy. Sao chị không nói với em? Dì đi làm về muộn mà trẻ con hiếu động nghịch ngợm nên chị cũng nghĩ không có vấn đề gì. Bò vẫn nằm trên giường, máu mũi vẫn chưa ngừng. Lúc này tôi không còn bình tĩnh, quay sang cái Chi nói, chị ơi, gọi cho tao một cái taxi. Sao vậy? Thằng bò hôm nào cũng chảy máu cam, đã vậy còn bị bầm tím cả người thế này. Giờ nó mới nói cho tao biết, tao sợ nó bị sao quá. Sao mà chảy mãi không kìm lại được, nhanh lên mày. Cái Chi gật đầu gọi số taxi, tôi liền bế ngửa con ra với túi sách rồi cùng chị Lan và cái Chi lên thẳng taxi. Bò nhìn tôi ngây thơ nói, mẹ ơi, máu chảy xuống miệng con hay sao ấy? Ngoan, mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra nhé. Dạ, mẹ đừng lo, con không sao đâu mà. Tôi gật đầu, đến khi chiếc xe dừng ở bệnh viện, tôi bế thẳng con chạy vào phòng cấp cứu. Chủ nhật lại buổi tối nên bệnh viện không đông. Bò được bác sĩ đỡ lấy rồi đặt lên xe. Sau một hồi thăm khám xét nghiệm, bác sĩ bước ra hỏi, mẹ cháu đâu? Dạ, tôi đây. Cháu có hiện tượng chảy máu cam thế này lâu chưa? Trước thằng bé có bị một lần cách đây tầm hơn nửa tháng, sau đó hôm nay lại bị, nhưng thằng bé nói lúc đi học cũng hay bị chảy máu lắm. Nhưng cháu sợ mẹ lo nên không nói, hôm nay mới nói. Tạm thời thì cháu không chảy máu cam nữa rồi, nhưng mời chị vào đây cùng tôi muốn nói chuyện riêng, thông báo tình trạng bệnh của cháu cho chị nắm rõ. Không hiểu sao, mới nghe đến đây đột nhiên người tôi cũng run lên. Khi đi vào đến phòng riêng của bác sĩ, anh bác sĩ liền nói, theo chẩn đoán của tôi, bé nhà chị có lẽ bị ung thư máu. Nhưng tôi mới nghe đến đây, cũng lảo đảo không vững, người bác sĩ đỡ tôi ngồi lên ghế thở dài. Chị bình tĩnh đã, đây mới là chẩn đoán ban đầu, sáng mai tôi sẽ cho làm sinh thiết, lúc đó mới có kết quả chuẩn xác nhất, nhưng khả năng là vậy. Tôi mong chị chuẩn bị sẵn tinh thần để có phương án khả thi chữa trị cho cháu. Bác sĩ có nhầm không? Tôi nói rồi, đây là chẩn đoán ban đầu, muốn chính xác, mai tôi sẽ làm sinh thiết kết quả mới rõ. Tôi khẽ buông thõng tay, tai ủ đi, không còn nghe được gì. Phải một lúc sau, người bác sĩ vỗ vỗ lên vai tôi mới giật mình bừng tỉnh. Lúc này tôi gần như không còn biết bấu víu vào ai, chợt òa khóc nức nở, bám lên chiếc áo blue trắng. Bác sĩ ơi, vậy tôi phải làm sao? Phải làm sao đây? Giờ chị cho thằng bé nhập viện luôn, sáng mai tôi sẽ nhờ trưởng khoa thăm khám lại cho cháu lần nữa. Chúng tôi còn phải làm xét nghiệm rất nhiều thứ mới đưa ra được kết luận chính thức. Sau khi có kết luận, lúc đó mới có phác đồ điều trị. Phác đồ thế nào còn phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân nữa. Chị cứ cho cháu nhập viện đã, quan trọng nhất là tinh thần của bệnh nhân. Chị đừng suy sụp, phải là chỗ dựa cho bệnh nhân lúc này. Vị bác sĩ còn nói rất nhiều, nhưng không lọt nổi chữ nào vào đầu. Đến khi tôi bước ra ngoài, trời cũng tối sầm lại. Cái Chi và chị Lan đứng ở cửa buồng bệnh, nhìn tôi hỏi, sao rồi, bác sĩ nói gì? Tôi nhìn hai người, cuối cùng lại ngồi sụp xuống mà khóc như mưa. Không biết tôi khóc bao lâu, Cái Chi với chị Lan dường như cũng nhận ra bất thường liên tục hỏi, rốt cuộc là sao? Bo nó có vấn đề gì? Mày nói tao nghe xem nào, đừng có khóc nữa. Thủy, nói xem Bo bị sao, bác sĩ đã nói gì? Tôi nhìn chị Lan với Cái Chi quệt nước mắt khẽ nói, hai người vào trong Bo giúp em đi mua cháo cho thằng bé. Nhưng rốt cuộc, thằng bé bị sao mà mày khóc ghê thế? Không sao đâu, có gì tí tao nói sau. Cái Chi không hỏi nữa mở cửa đi vào, tôi cũng bật dậy bước đi. Bên trong tiếng Cái Chi oang oang cất lên, chồng yêu của Chi thấy trong người sao rồi?
còn bảo không phải chồng yêu của dì mà. Xì, bò chẳng có tí mắt thẩm mỹ hay nhìn người gì hết. Sau này bò lớn, bò lại xài đứ đử gì cho mà xem. Tôi nghe xong nước mắt lại lan dài, liền chạy vào nhà vệ sinh xối nước lên mặt. Phải cố gắng lắm, tôi mới dần bình tĩnh trở lại, rồi đi xuống căng tin mua cho bò chút cháo. Lúc lên, bò vẫn đang nằm nói chuyện với cái Chi, còn chị Lan thì đang lau người cho thằng bé. Thằng bé ngoan, nghe lời tôi ăn hết bát cháo rồi bắt đầu ngủ. Lúc này, tôi mới nhận ra con xanh xao gầy hẳn đi. Cái Chi mang cặp lồng cháo đi rửa, rồi hỏi nhỏ, rốt cuộc, thằng bé bị sao? Tôi bặm môi nghẹn giọng nói, chưa có kết quả chính xác, mai xem thế nào đã. Nhưng bác sĩ nói gì mà mày khóc như vậy? Tình trạng thằng bé không tốt à? Ừ, thế giờ vé máy bay hủy giúp tao được không? Ừ, được. Mày về đi, đưa chị Lan đi ăn cơm, rồi đưa chị ấy về nhà mày nhé. Tao ở lại với Bo, bệnh viện không cho ở lại đông quá. Được rồi, thế mày ăn gì đi đã? Tao biết rồi, mày về đi, tí tao ăn sau. Cái Chi gật đầu đứng dậy. Tôi dặn dò chị Lan mấy câu trước khi chị về. Khi hai người đi khuất xung quanh tôi, lại là bức màn cô đơn. Tôi đưa tay vuốt mái tóc Bo mà thương xé lòng xé gan. Đôi mắt và sống mũi cao của Bo giống Vinh, nhưng môi và hai bầu má hồng hào cùng gương mặt lại rất giống tôi. Tôi cởi dép, không muốn ăn uống gì, định leo lên giường nằm với con, thì có điện thoại, là một số lạ. Tôi ban đầu không định nghe, nhưng sợ có việc gì, cuối cùng đành nhấn nút. Đầu dây bên kia, giọng khàn đục cất lên. Cô Thủy, cô suy nghĩ thế nào rồi? Có đồng ý nhường quyền nuôi thằng bé không? Tôi nhìn Bo, không kìm được lao ra ngoài rít lên. Ông đừng có mà ép người quá đáng, tôi sẽ không để con tôi cho ai nuôi hết. Tôi nói rồi, cô đừng làm căng với tôi không thích ép uổng ai đâu. Ông đừng cậy mình có tiền, muốn làm gì thì làm. Cô Thủy, cô đừng cố chấp như vậy. Nếu cô nghĩ đến tương lai của con trai cô thì nên nhượng bộ. Cô xem, tôi có thể cho thằng bé những gì tốt đẹp nhất. Tôi không cần. Cô thật sự muốn chuyện này phải đưa nhau ra tòa. Như vậy chẳng phải là tổn thương nhất với nó sao? Ông biết tổn thương thì đừng có ép tôi. Ai mang nó đi, tôi sẽ liều mạng với người đó. Tôi nói xong tắt phụt máy. Nỗi uất ức cay đắng khiến tôi như một con thú bị thương đầy mình, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Chợt tôi thấy mình trong gương, mái tóc rối bù, quần áo tơi tả. Tôi cố bình tĩnh đi xuống mua chút đồ, cố nuốt cho trôi rồi lên giường nằm với Bo. Không biết bao đêm rồi, tôi chưa có một giấc ngủ ngon lành. Hạnh phúc tưởng như chạm vào đến nơi lại tan biến. Tôi nằm mãi, đã cầu nguyện không biết bao lâu, chỉ mong rằng kết quả kia không chính xác, sáng mai dậy thằng bé sẽ ổn. Sáng hôm sau vì mệt quá mà tôi thiếp đi. Khi nghe tiếng xe kéo lạch cạch, tôi mới bật dậy. Còn chưa kịp đánh răng, anh Thành, bác sĩ hôm qua khám cho Bo, đã bước vào nói, nào, hai mẹ con giờ mới dậy hả? Bé con có mệt không? Bo dụi mắt lắc đầu đáp, dạ không, cháu chỉ buồn ngủ thôi. Tỉnh dậy nhé, hai mẹ con đánh răng rửa mặt đi, tí chú quay lại. Tôi gật đầu bế Bo xuống, thay bộ quần áo bệnh nhân rồi vệ sinh cá nhân cho con. Lúc xong trở ra, cũng thấy anh Thành đứng ở bên ngoài chờ. Bo trước nay rất sợ tiêm truyền nên hơi lùi lại. Anh Thành liền tiến đến gần Bo nói, ngoan, muốn khỏi bệnh nhanh không bé con? Mình là đàn ông, phải thật mạnh mẽ chứ. Bo nghe vậy mới tiến lên. Tôi dắt con đi theo anh Thành. Thằng bé được đưa vào các phòng để chụp CT, X-quang, lấy máu, làm các xét nghiệm cần thiết. Sau khi xong xuôi, anh Thành đưa thằng bé ra rồi nói, tầm 11 giờ mới có kết quả. Cô đưa bé về buồng bệnh rồi cho con ăn gì cho đỡ đói nhé. Có kết quả, tôi và trưởng khoa sẽ mang lên phòng. Cô không cần xuống lấy đâu. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói xong tôi lại bế con về buồng rồi chạy xuống căng tin mua cho con một bát cháo. Lúc lên, đột nhiên tôi phát hiện điện thoại rất nhiều cuộc gọi nhỡ là của chị Quyên. Tôi cho bò ăn xong, gọi lại cho chị. Vừa nghe giọng tôi, chị đã nói, cô không đi làm cũng không báo nghỉ, muốn trừ lương hay gì? Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay thứ hai, hợp đồng của tôi và công ty vẫn chưa chấm dứt. Thế nhưng lúc này tôi cũng chỉ biết đáp, dạ xin lỗi chị, nhà tôi có chút việc. Có việc thì phải báo chứ. Vâng, tôi xin lỗi chị, có gì? Tổng giám đốc nói,
Cô muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, phải đến công ty để chấm dứt, tiền đền bù hợp đồng nếu cô đơn phương chấm dứt là... Tổ nghe xong, mệt mỏi đáp vâng rồi cúp máy. Mọi thứ đều dồn dập, khiến tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu, phải thoát ra như thế nào. Khi còn đang ngồi thơ thẩn thì bên ngoài có tiếng lạch cạch. Anh Thành cùng với một vị bác sĩ trung niên bước vào. Bò lúc này đã ngủ, tôi vội đứng dậy khẽ chào. Anh Thành nhìn tôi khẽ nói, cô đi theo chúng tôi. Tôi gật đầu, cả người lại run lên. Khi đến phòng bác sĩ, anh Thành liền nói, đây là bác sĩ trung trưởng khoa của tôi, bác sĩ sẽ nói về bệnh của con trai cô. Tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, chỉ hy vọng kết quả sai lệch. Ông trung nhìn tôi khẽ nói, cô ngồi xuống đây đi, đây là kết quả của con trai cô. Tôi nhìn vào đống giấy tờ, toàn những từ ngữ y khoa không hiểu gì, hỏi lại, ông có thể nói cho tôi biết con tôi bị sao không ạ? Tôi không hiểu nhiều về y học. Tôi nói nôm na thế này, bé nhà cô mắc bệnh bạch cầu dòng lympho cấp tính, tình hình của bé diễn biến rất nhanh. Vốn dĩ đã được chuẩn bị sẵn, vậy mà nghe xong tôi lại suy sụp toàn thân như chết lặng. Lúc này tôi không còn hiểu, không còn nghe được gì, chỉ vội vàng nói, giờ tôi phải làm sao để cứu con trai tôi đây? Cô bình tĩnh đã, tôi biết ai làm cha làm mẹ, nghe con mình mắc bệnh cũng đều suy sụp. Nhưng cô bình tĩnh, nghe tôi nói. Cô cũng biết rồi đấy, viện huyết học cứu chữa rất nhiều ca ung thư máu, nên cô phải cố gắng lạc quan để còn là chỗ dựa cho cháu. Tình hình cháu diễn biến nhanh như vậy, nên có lẽ phác đồ điều trị cho cháu khả năng sẽ là ghép tế bào gốc. Hoặc để cô dễ hiểu, tôi cứ nói nôm na là ghép tủy. Nói chung chúng tôi còn phải nghiên cứu thêm để đưa ra phác đồ chính xác và sớm nhất. Tôi nói sơ qua để cô có thể chuẩn bị. Trong hồ sơ bệnh án, tôi thấy cháu có bảo hiểm nhưng lại trái tuyến, mà việc ghép tủy sẽ rất tốn kém. Ngoài ra cũng cần tìm tủy phù hợp. Người có thể cho tủy phù hợp nhất thường xuyên sẽ là người có cùng huyết thống như cha con, anh chị em ruột được. Thì cô có thể đưa những người cùng huyết thống với cháu bé, trong đó có cả cô, để tôi có thể tìm được nguồn tủy phù hợp. Nếu không phù hợp nữa thì chỉ còn cách kêu gọi hiến tủy từ những người không cùng huyết thống. Nhưng với diễn biến của cháu thì lại phải càng điều trị sớm càng tốt. Vì vậy, có nguồn sẵn là điều tốt nhất. Vậy thử của tôi trước đi. Cô từ từ đã, giờ chúng tôi cần nghiên cứu kỹ lưỡng phác đồ điều trị, sau đó mới tiến hành được. Nếu ghép được tủy phù hợp thì khả năng sống của con tôi có cao không? Tất nhiên chúng tôi không dám nói trước bất cứ điều gì. Trong y học cái gì cũng xảy ra được, nhưng khả năng chữa khỏi hoàn toàn có thể hoặc cũng có thể có khả năng xấu nhất. Chi phí cho ca ghép tủy cũng còn phụ thuộc vào nhiều cái, như người nhà chủ động chuẩn bị một vài trăm triệu, nhất là trường hợp bé bảo hiểm trái tuyến thế này, nên cô cũng chuẩn bị sẵn nhé. Tôi nghe xong cũng phát hiện nước mắt rơi từ lúc nào. Ông Trung còn nói rất nhiều về y khoa nhưng tôi không hiểu được quá nhiều, chỉ đại loại biết rằng thằng bé nên được thay tủy càng sớm càng tốt. Khi trở về phòng bệnh, tôi phải rửa mặt mấy lần mới dám vào, chỉ sợ bò thấy tôi khóc lại lo lắng. Trưa cái chị mang cơm vào, nhưng tôi nuốt không nổi, cố gắng ăn được mấy thìa rồi bỏ đấy. Lúc ăn xong, tôi mới tỉnh táo ra đôi chút, có nhiều thứ lúc này tôi mới kịp hiểu ra. Nhà chỉ có hai mẹ con, chị Lan bệnh tật, chắc chắn sẽ không thể hiến tủy. Liệu rằng tôi có phù hợp với con không? Nếu không phù hợp, tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải tìm ai? Còn mấy trăm triệu, cả tài sản tôi có còn chưa nổi 100. Dạo này, lương chưa đến đã nghỉ việc. Chi tiêu nhiều thứ, phải rút cả tài khoản tiết kiệm. Tôi nhìn cái chi, nó cũng như tôi, thân cô thế cô trên đất Hà Nội này. Nhà nó cũng không khá giả gì. Tiền nó làm còn phải gửi về biếu bà mẹ. Mà ngoài nó, tôi không còn một ai thân thích. Cái chi thấy thái độ của tôi liền nói, nãy tao đứng ngoài nghe được hết rồi. Tao có 20 triệu, tao sẽ đưa hết cho mày. Đó là khoản duy nhất tao còn. Tôi nghe cái chi nói lắc đầu đáp, tao vay nợ mày còn chưa trả hết, tao không cầm tiền của mày nữa đâu. Mà có cầm cũng không đủ được. Vậy bây giờ phải làm sao? Thằng bé là mạng sống của tao, tao nhất định phải cứu nó. Nhưng tao cũng không biết làm gì lúc này. Từ từ,
Tao nghĩ cách dần thôi. Nói rồi tôi đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh mà lòng tôi u ám, thương con, thương bản thân nghèo hèn. Hóa ra không có tiền lại khổ hạnh đến vậy. Biết vậy, tôi đã mặt dày cầm lấy số tiền 100 triệu của chị Liên đưa cho. Hóa ra, khi con người ta đường cùng, sẽ không còn biết cái gì là tự trọng, là sĩ diện nữa rồi. Tôi bật cười, tự khinh bỉ chính bản thân mình. Khi cái chị đi khuất, tôi lặng lẽ nhìn Bo. Tại sao ông trời lại có thể hành hạ con tôi như vậy? Hình như con rất mệt ngủ ly bì. Tôi đưa tay con chạm lên má, nước mắt lại chảy dọc bàn tay nhỏ bé. Buổi sáng hôm sau, ông Trung lên, nói sáng mai sẽ đưa tôi đi chọc tủy thử. Nếu được thì trong vòng tuần này sẽ tiến hành cho tôi ký để ghép tủy. Tôi nhìn ông, không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ biết gật đầu. Những năm trước tôi đã từng vay nóng, nhưng số tiền vay cũng không thể nhiều được. Và lại giờ tôi không có một công việc tử tế, dù cho có chặt đầu tôi cũng khó mà vay được. Tôi tính toán mãi, dù cho có vay của cái chi thì số tiền cũng chỉ được 60 triệu. Đêm ấy tôi ngồi bên con, đã nghĩ rất nhiều cách, bán thận, bán tim, bán gan thì cũng có thể đem ra mà bán. Nhưng đáng tiếc, giờ muốn tìm người mua cũng khó. Còn chưa kể, tôi chưa chọc tủy thử, không biết có hợp với con không nữa. Sáng hôm sau tôi đi chọc thủy để làm xét nghiệm. Đến trưa bác sĩ thông báo kết quả của tôi không phù hợp để hiến tủy cho Bo trong lúc này. Tôi càng như suy sụp. Cái chị hôm nay nghỉ làm, đỡ lấy tôi ngồi lên ghế. Người duy nhất có thể hiến tủy cho Bo chỉ có tôi. Tôi gần như không còn chịu nổi, bám lấy bác sĩ Trung nói: nhà tôi chỉ có hai mẹ con, còn cách nào khác không? Cô không còn người thân thích sao? Cha đứa bé đâu? Cha, cổ Thủy, nếu cô không phù hợp, có thể gọi cha đứa bé đến mà. Chẳng lẽ đứa bé không có cha? Không phải, vậy cô mau gọi đi. Nếu tình trạng đứa bé ngày càng diễn biến phức tạp thế này, càng để lâu sẽ càng xấu đi. Cái chị thấy vậy cũng liền đi thử, thế nhưng kết quả của nó cũng không phù hợp. Tôi với nó về buồng Bo nằm, gần như bế tắc. Lúc này nó nhìn tôi khẽ nói: Thủy, hay nói với anh Vinh đi, dù sao Bo cũng là con anh ấy. Tôi không đáp, cũng không biết phải đáp thế nào, chỉ cúi gằm mặt. Đột nhiên tôi thấy Bo thở khò khè, người bỗng xanh tái lại. Lúc này tôi bỗng như kẻ mất hồn lao ra ngoài gọi bác sĩ. Ông Trung cùng anh Thành bước vào thăm khám, rồi đột nhiên kêu lên: cấp cứu, mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu. Tôi cùng cái chi không kịp nghĩ ngợi, cứ thế lao theo. Thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài, gần như không thể nào mà thở nổi, đau đớn vô cùng. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, như có cả ngàn mũi dao đâm vào. Thằng bé mà có mệnh hệ gì, tôi cũng sẽ không sống nổi. Ông trời trên kia có nghe được những tiếng van xin của tôi không? Tại sao không để tôi chịu thay những đau đớn này của con? Khi nó vẫn nằm bên trong, đột nhiên có tiếng bước chân. Còn chưa kịp định thần, tôi đã thấy ông Quang cùng một người phụ nữ nữa bước vào. Ông Quang nhìn tôi, hai khóe mắt giật giật nói: tại sao thằng bé lại thành ra thế này? Tôi nhìn ông kinh ngạc. Người phụ nữ bên cạnh đoán chắc là vợ ông ta bước đến, nhìn qua ô cửa kính giọng nghẹn đi: thằng bé đây sao? Ông Quang không đáp mà nhìn tôi nói: cổ Thủy, sao cô lại để thằng bé tới mức này? Lúc này tôi cũng không còn tâm trí thắc mắc tại sao ông có mặt ở đây, tại sao ông biết chuyện, chỉ thấy nỗi đau đớn ân hận càng trào lên. Có lẽ tôi sai rồi, có lẽ tôi không nên ích kỷ giữ thằng bé cho mình. Sinh mạng của con trai tôi mới là quan trọng nhất. Tôi loạng choạng đứng dậy, vừa hay cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi liền lao đến gào: còn tôi sao rồi? Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tôi nói rồi, diễn biến bệnh nhân phức tạp. Nếu được, cô hãy cho người nhà thử tủy để ghép tủy cho bệnh nhân luôn đi. Tôi bật khóc định lao vào ông Trung mà nói: cô ra ngoài đã, đợi bệnh nhân ổn định tôi sẽ đưa về buồng. Cả người Bo toàn những dây nhợ chẳng chịt. Ông Quang đứng bên cạnh khẽ nói: cổ Thủy, cô đi theo tôi một lát. Tôi không còn sức lực mà phân tích mọi chuyện, chỉ bước đi theo như một cái máy. Khi ra ngoài hành lang, ông Quang liền hỏi: thằng bé bị ung thư máu mà cô cũng không nói với chúng tôi một câu. Cô không phù hợp tủy với thằng bé cũng không nói,
cô là mẹ kiểu gì đấy? Cô thà để cho con trai mình chết, vẫn giữ khư khư nó, chứ không chấp nhận để nó cho gia đình tôi sao? Tôi... Nó cũng là máu mủ ruột già của tôi cơ mà. Tôi bật khóc, cả người đổ trượt xuống, bám lấy chân ông Quang khẽ nói. Tôi sẽ ký. Tôi sẽ nhường quyền nuôi Bo cho ông. Chỉ xin ông hãy cứu lấy nó. Ông muốn gì, tôi cũng đều làm. Chỉ cần ông cứu lấy Bo. Tôi sẽ bằng mọi giá cứu lấy thằng bé. Nó là cốt nhục máu mủ của nhà tôi. Dù cho bằng giá nào, tôi cũng sẽ cứu nó. Được, vậy tôi sẽ ký. Ông Quang đưa cho tôi một xấp giấy. Tôi chẳng còn biết gì, chỉ lặng lẽ đặt bút lên. Tờ giấy này cũng như sinh mạng của con trai tôi. Dù cho cả đời không gặp lại cũng chấp nhận đánh đổi. Khi ký xong, ông Quang liền ra thẳng chỗ bác sĩ Trung nói gì đó. Tôi đứng bên ngoài nhìn con qua ô cửa nhỏ. Sự cố chấp của tôi khiến thằng bé phải chịu những đớn đau này. Tôi hận bản thân, hận đến vô cùng. Giá mà tôi nói sớm hơn, giá mà tôi có thể đồng ý với ông Quang sớm hơn, thằng bé đã không phải khổ sở thế này. Anh Thành tháo một số dây nhợ, sau đó đẩy thằng bé về buồng chăm sóc đặc biệt. Tôi cùng cái chi đi sau. Khi thằng bé vừa được đẩy vào buồng, đột nhiên có tiếng giày nện trên nền đất. Tôi quay sang chợt thấy Vinh đang chạy đến. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ an ninh, trên vai đeo chiếc cặp chưa được khóa kỹ càng, bộ quần áo trong cặp thỏ ra cả. Mới nhìn cũng hiểu anh rất vội vàng để đến được đây. Có điều, dường như anh không để ý đến những thứ không được chỉnh chu, cứ mặc kệ thế, lao thẳng về phía tôi. Khi tới gần, anh không nhìn mà đưa mắt vào phía trong khẽ hỏi, thằng bé đâu? Giọng anh nghẹn hẳn đi, tôi không đáp nổi mà nấc lên. Cây chì đỡ tôi rồi nói, thằng bé nằm trong kia. Anh Thành quay sang Vịnh khẽ hỏi, anh theo tôi đi rửa tay và mặc đồ tiệt trùng, rồi mới vào thăm bé. Từng người vào lần lượt thôi. Lẽ ra tôi muốn thăm con trước, nhưng nhìn thấy Vinh, thấy nỗi đau đớn trong mắt anh, cuối cùng cũng đành để anh đi trước. Vinh thay đồ xong được anh Thành dẫn vào. Hôm trước tôi nghe chị Liên nói Vinh đi công tác, có lẽ bà anh biết chuyện nên đã thông báo. Còn việc vì sao ông biết tôi cũng không rõ. Vinh đi vào, từng bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch, rồi đột nhiên anh lao đến cúi gập người ôm lấy Bo. Tôi thấy bờ vai anh run lên, từng giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt rồi lăn xuống lớp khẩu trang. Lúc này tôi cũng không kìm được đưa tay lên, quệt ngang dòng nước mắt mặn chát. Anh cứ ôm con như vậy, rồi buông con ra, đưa bàn tay chạm lên mái tóc con. Dường như nỗi xúc động của anh vẫn không vơi đi, đôi mắt đỏ hoe, những dòng nước vẫn thi nhau chảy xuống. Vinh khóc rất nhiều, tôi chưa từng nghĩ người đàn ông lạnh lùng ấy khi đứng trước Bo lại yếu mềm như vậy. Bàn tay to lớn của anh cứ liên tục chạm vào từng thớ da thịt của con. Anh Thành nhìn tôi hỏi nhỏ, thằng bé hình như tỉnh rồi, nếu cô cũng muốn vào luôn thì thay đồ đi. Tôi gật đầu thay đồ rồi bước vào. Vừa bước vào tới nơi đã nghe tiếng Vinh lạc đi. Bà đây con, gọi ba đi con. Lúc này Bo khẽ dương đôi mắt ngây thơ hỏi tôi, mẹ, chú công an, sao chú lại bảo chú là ba con? Chú có phải ba của con không mẹ? Tôi bặm chặt môi sau lớp khẩu trang đáp lại, ừ, là ba của Bo. Vậy bà Dũng? Nghe Bo nói xong, Vinh liền đáp vội, bà Dũng là ba nuôi, còn ba là ba ruột của con. Thật không mẹ? Thật. Vậy sao bà lại không ở với mẹ con mình từ nhỏ? Tại bà đi nước ngoài giờ, bà về rồi Bo ạ. Bo nhìn Vinh rồi tự nhiên bật ra, ba. Nghe đến đây, Vinh lại run lên. Anh quay mặt đi, nhưng tôi cũng kịp nhận thấy nước mắt anh rơi. Bo nhìn Vinh, hình như còn định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Vinh đứng dậy nhìn tôi rồi nói, tôi đi chọc tủy, cô ở đây với con. Khi anh vừa ra đến cửa, Bo liền nói, ba ơi, đừng khóc nữa, chú công an là phải mạnh mẽ. Vinh quay lại gật đầu, rồi bước vội đi. Tôi ở phòng cũng chỉ thăm Bo được một lúc thì anh Thành làm hiệu cho tôi ra ngoài. Cả Vinh lẫn vợ chồng ông Quang đều đã đi thử tủy. Lúc này mặt mũi tôi cũng ướt đẫm, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh xối nước. Khi vừa định bước ra ngoài, đột nhiên có tiếng nói phía sau cất lên. Cô cũng giỏi thật. Không cần quay đầu lại nhìn, tôi cũng biết đó là chị Liên. Chị ta tiên lên đứng thẳng trước mặt tôi, vẻ mặt vẫn cao ngạo cười nhạt nói. Hóa ra
Cô chê 100 triệu là ít thật, cô muốn nhận tận vài tỷ lận cơ. Tôi mệt mỏi không muốn thành mình, không muốn giải thích, cúi đầu đáp. Chị muốn nghĩ sao tùy chị. Giờ tôi cũng hiểu mục đích của cô giữ lại cái thai rồi. Tôi nói rồi, chị muốn nghĩ sao thì nghĩ. Không phải tôi nghĩ, mà đó là sự thật. Cô vẫn vô liêm sỉ như ngày nào. Trên đời có một người mẹ bán con để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn, thật là đáng thương cho đứa bé. Lúc này tôi không còn kìm được, quay sang gào lên. Vậy chị muốn tôi phải làm sao? Phải dương mắt lên, nhìn con mình chết dần chết mòn hay thế nào? Nếu chị sinh ra đã ngậm thìa vàng thì đừng nói chuyện như một kẻ vô học. Tôi không đụng đến chị thì chị làm ơn cũng đừng đụng vào tôi. Cô nói ai vô học? Tôi không muốn cãi nhau, cũng không muốn đứng đây mất thời giờ với chị, thế nhé. Nói rồi, tôi không đợi chị ta đáp, tôi cũng bước ra ngoài, ngồi trên hàng ghế mệt mỏi dựa lưng vào tường. Kích Chi cũng vừa hay chạy xuống căng tin mua nước lên, ngồi xuống bên cạnh. Cả hai đều im lặng như vậy cho đến khi gia đình ông Quang lên. Lúc này chị Liên cũng bước đến khẽ nói, cháu chào chú gì ạ? Mọi người vừa đi thử tủy ạ, có kết quả chưa chú? Chiều nay mới có. Tôi ngước lên, ánh mắt cũng chạm phải Vinh. Anh vẫn nhìn tôi nhưng lại nói với chị Liên, em đến đây làm gì vậy? Chị ta có vẻ chừng hừng đáp lại, em đến thăm thằng bé chứ làm gì nữa. Có gì cần, em còn làm. Ở đây có mẹ thằng bé rồi, em cứ về đi, giờ cũng hạn chế người vào thăm nữa. Chị Liên hơi chau mày, định đáp lại thì bên hành lang có một bóng người vội vã đi tới. Tôi phải định thần một lúc mới nhận ra Dũng. Anh tiến về phía tôi. Khi đi qua chỗ Vinh, ánh mắt không lấy gì làm ngạc nhiên. Dũng nhìn tôi, giọng hơi nghẹn đi. Thủy, thằng bé bị thế này, sao cũng không nói với anh một câu. Tự dưng tôi thấy cả bầu không khí ngập tràn sự gượng gạo. Liền đứng lên nói, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Chi, ngồi đây có gì gọi cho tao nhé. Nói rồi, tôi đứng dậy cùng Dũng bước xuống dưới căng tin. Nói sao thì nói, dù cho tôi và Dũng đã ly hôn, nhưng cũng sống chung 5 năm, bò cũng được Dũng chăm sóc từ nhỏ, có lẽ không tình thì vẫn còn nghĩa. Dũng gọi cho tôi một cốc nước cam rồi trầm mặc. Anh biết, đối với em anh không đáng được tôn trọng, nhưng dù sao trong mắt bò, anh vẫn là ba của nó. Giờ con bị thế này, lẽ ra em nên nói với anh một câu chứ. Nghe Dũng nói đến đây, bỗng dưng sống mũi tôi lại cay. Trên đời này có những chuyện, có những việc vĩnh viễn không thể thay đổi được. Tôi và Dũng cũng vậy, nhưng dù sao, tôi cũng không thể phủ nhận anh. Tôi không biết tôi và Dũng đã nói những gì, chỉ biết anh nói muốn được ở đây đến khi bo phẫu thuật xong. Chỉ cần bo khỏi, từ nay về sau, anh sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Khi tôi và Dũng lên đến nơi, vợ chồng ông Quang hình như đã về, chỉ còn lại Liên và Vinh ngồi phía bên trái chị. Tôi với Dũng cũng ngồi xuống bên phải. Chờ buổi chiều để biết tủy của Vinh với ông bà Quang có phù hợp không, quả thực như ngàn năm dài đằng đẵng. Vinh cứ thỉ thoảng đứng lên, nhìn vào ô cửa kính, gương mặt đầy lo âu. Tôi nhìn anh, bỗng dưng thấy tim mình cũng đau nhói. Cuối cùng không chịu được, đành lê chân xuống dưới góc cầu thang. Vốn dĩ trước kia tôi luôn cho rằng trên đời này chẳng có gì đánh gục nổi tôi, vậy mà lúc này tôi mới biết bản thân mình yếu đuối đến vậy. Tôi ôm gối, chưa bao giờ có thể dễ dàng mà rơi lệ. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ tới bo, tới hình ảnh Vinh gặp con, tôi lại khóc. Khi còn đang khóc, đột nhiên có thứ gì ươn ướt, man mát chạm vào tay tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn, mới phát hiện đó là Vinh. Anh đưa chiếc khăn ướt cho tôi rồi nói, lau đi cho thoải mái. Thằng bé cần cô vậy, nên cô đừng để bản thân suy sụp quá. Tôi nhận lấy như một cái máy, không hiểu sao tự dưng buột miệng hỏi, anh hận tôi nhiều lắm đúng không? Không, tôi tống tiền anh, lừa dối anh. Chỉ cần biết cô đã giữ lại đứa bé, những việc kia không có ý nghĩa gì nhiều với tôi. Tôi nghe vậy đột nhiên bật cười nói, tôi tống tiền anh, nhưng giữ lại đứa bé thì anh có thể tha thứ cho tôi sao? Có thể, anh cũng dễ tính quá nhỉ. Những tháng ngày bên nhau, cô cũng biết tôi rất dễ tính mà. Nói đến đây, hình như Vinh cũng phát hiện ra mình đi quá xa, liền im bặt. Thế rồi anh đưa một cái túi bánh mềm cho tôi rồi nói, ăn đi,
Tôi biết từ sáng cô chưa ăn gì, nhưng ít nhất cũng phải ăn vào mới có sức chứ. Giả dụ tôi mà hợp tủy với bò, ngoài chăm bò, cô còn phải chăm tôi đấy. Sao tôi phải chăm anh? Anh có vợ sắp cưới đây thầy. Nghe đến đây, Vinh hơi khựng lại chào mày hỏi. Vợ sắp cưới? Chứ còn gì? Chị Liên đây thầy. Khóe môi Vinh hơi cong lên, định nói gì đột nhiên có điện thoại. Anh nhìn màn hình khẽ tắt máy đưa cho tôi cả đống bánh rồi nói. Cô ăn đi nhé. Tôi lên trên, ba tôi gọi. Cảm ơn anh. Lúc Vinh đi khuất tôi mới nhận ra đây là một hộp bánh gấu trẻ em. Bỗng dưng tim tôi như có ai bóp nghẹt. Đây là món ăn tôi rất thích. Hồi nhỏ mẹ tôi mỗi lần đưa chị Lan lên bệnh viện về đều mua bánh này cho tôi. Khi tôi ốm chán ăn lại chỉ có thể ăn loại này. Tôi còn nhớ hồi quen Vinh, có một lần tôi và anh đi thực tế, sau đó có ốm. Khi ấy tôi từng nhõng nhẽo đòi ăn bánh gấu cho bằng được. Không biết vô tình hay cố ý khi lúc này anh lại mua cho tôi loại bánh ấy. Tôi và Vinh trước kia chưa từng thể non hẹn biển, thời gian bên nhau cũng rất ít, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian đó cũng thật vui. Ăn xong đống bánh gấu, tôi thấy tâm trạng mình cũng ổn hơn rất nhiều, lúc bước lên đồng hồ cũng điểm sang chiều. Vợ chồng ông Quang cũng đang có mặt trước phòng bệnh, bác sĩ Trung lên trên khẽ nói, có kết quả xét nghiệm rồi, ba mẹ của bệnh nhân đi theo tôi. Tôi và Vinh bước xuống dưới. Không hiểu sao mà đi có vài bước chân nhưng tim tôi cứ run lên. Vừa vào phòng bác sĩ Trung liền thông báo, mẫu tủy của Trần Quang Vinh phù hợp với bệnh nhân Nguyễn Xuân Tùng. Nếu anh chị đồng ý có thể cho tiến hành phẫu thuật vào sáng ngày kia. Tôi nhìn ông Trung, lại nhìn sang Vinh chợt thấy một nỗi xúc động trào lên nghẹn ngào, khiến nước mắt nước mũi lại chảy ra. Tôi bất an lo lắng, đã vơi đi đôi chút. Đúng là dù thế nào Vinh vẫn là ba ruột của Bo. Dù thế nào, thằng bé cũng cùng huyết thống, là máu thịt của anh, vĩnh viễn không thể phủ nhận được. Lúc Bo cần, tôi mới hiểu ra quan hệ huyết thống nó quan trọng thế nào. Vinh gật đầu khẽ nói, tiến hành sớm sẽ tốt hơn đúng không? Bác sĩ có thể nói cho tôi những gì cần thiết trong việc phẫu thuật, cũng như những khả năng có thể xảy ra không? Ông Trùng gật đầu, ngồi nói chuyện với Vinh. Tôi nghe xong như vịt nghe sấm, nên không xen vào câu chuyện của hai người. Buổi tối hôm ấy, Vinh được sắp xếp một phòng ở bệnh viện. Mọi sinh hoạt đều dưới sự chỉ đạo của bác sĩ. Thế rồi cũng đến ngày bỏ phẫu thuật. Sau những đêm dài không ngủ, tôi dậy sớm tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi vào thăm Bo. Thằng bé thấy tôi thì cười vui vẻ nói, mẹ ơi, bác sĩ bảo con là sắp được ra viện rồi phải không mẹ? Đúng rồi, Bo ngoan là được ra viện sớm thôi con. Dạ vâng, mà mẹ ơi, hôm qua con ngủ mơ thấy ba Dũng. Tôi bật cười vuốt tóc con đáp lại, không phải mơ đâu, ba về thăm con đó. Còn có hai người ba hả mẹ? Con còn mơ, ba Dũng bảo con là sau này khỏi con phải nghe lời ba Vinh nữa cơ. Ừ, con hôm nay thấy trong người thế nào rồi? Con hết mệt rồi mẹ ạ. Nghe con nói, tôi quặn cả lòng lại. Lúc ra ngoài thấy mọi người ai cũng ngồi chờ trên ghế. Ông Quang, bà Thảo dường như cả đêm cũng không ngủ. Tôi thấy hai người hốc mắt đều thâm quầng cả lại. Thực ra, tôi từng cố chấp không muốn để Bo cho họ nuôi. Nhưng lúc này, nếu nghĩ thoáng ra, thì cũng thấy đó không phải là lựa chọn tồi. Dù sao, họ cũng có điều kiện, có thể cho Bo những thứ tôi không cho con được. Và hơn hết, tôi thấy họ thực sự yêu thương thằng bé. Chỉ cần nhìn vẻ lo lắng này, cũng đủ hiểu nỗi lòng của ông bà nội Bo. Có điều, cứ nghĩ đến việc phải xa con, tôi lại thấy mình như mất đi linh hồn. Cây Trì lên đưa cho tôi ít bánh mì ăn tạm, mà tôi không có tâm trạng ăn, nhai như thể nhai rơm. Tôi cố nuốt sau đó làm thủ tục theo lời bác sĩ. Khoảng 8 giờ, Bo được đẩy ra ngoài cùng Vinh. Hai chiếc xe đi song song nhau. Vinh khẽ đưa cánh tay dài chạm vào bàn tay nhỏ bé của Bo khẽ nói, hai bà con mình nhất định phải chiến thắng mọi kẻ địch con nhé. Dạ, mà ba Vinh ơi, Bo cũng muốn làm công an. Bo khỏi rồi, bà sẽ cho Bo được làm công an, được không nào? Bo có muốn học võ không? Bà sẽ dạy. Thật không ba? Thật mà. Tôi đứng dưới chân hai người, miệng cười mà mắt lại ẩn ẩn nước. Đột nhiên tôi thấy Vinh nhìn mình. Lúc này tôi cũng phát hiện Vinh có một giọt nước mắt trên khóe mắt đang lăn dài xuống thái dương rồi rơi xuống chiếc nệm trắng muốt. Thủy,
Đừng lo, thằng bé sẽ ổn thôi. Giọng Vinh cất lên, tôi khẽ gật đầu không đáp. Khi hai người được đưa vào khu làm phẫu thuật, người nhà cũng phải dừng lại. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại. Tôi cùng vợ chồng ông Quang, Kế Chi, chị Lan và Dũng ngồi xuống chờ. Hôm nay chị Liên đi công tác nên không đến. Không biết tôi ngồi bao nhiêu lâu, chỉ đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, liền lao đến. Người y tá gấp gáp nói, tránh ra, tránh ra. Nói rồi, chị ta chạy vội lên nền nhà với những bước chân vội vàng. Đột nhiên một linh cảm bất an khẽ dấy lên. Bên trong căn phòng phẫu thuật lại được khép kín. Người y tá trở lại cầm một bịch máu rồi mở cửa bước vào. Tim tôi run lên, cả người cũng run lên. Cái chị bên cạnh khẽ an ủi, chắc không sao đâu. Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, là những bước chân chạy vội trên nền đất. Tôi chỉ kịp nhìn vào trong, thấy những bộ quần áo xanh che khuất tất cả. Không hiểu sao, tôi lại luôn cảm thấy lo lắng tột độ. Người y tá lại trở lại, tôi không kìm được lao đến hỏi, có chuyện gì vậy? Phẫu thuật có vấn đề gì à? Cô ra ghế trở đi, đang diễn biến xấu, đừng làm phiền chúng tôi làm việc. Nói rồi, cánh cửa cũng đóng lại. Diễn biến xấu, tôi nghe xong tai ủ đi loạn choạng, ngồi phịch xuống ghế. Những tai biến trong phẫu thuật tôi đã được phổ biến, nhưng lúc này đây tôi vẫn không giữ nổi bình tĩnh. Nếu còn tôi có mệnh hệ gì, có lẽ tôi cũng không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Cánh cửa, phòng phẫu thuật vẫn im lìm như vậy. Từng giây, từng phút trôi qua càng khiến tôi cảm thấy lo sợ. Phòng phẫu thuật là nơi khó nói nhất, bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi nuốt nước bọt, cắn chặt môi, bấu tay vào nhau đến độ chảy cả máu.